Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2126, người bảo ta đánh ai? 2. Khải Linh Sư cực kỳ am hiểu linh hồn, nếu không cũng không có khả năng giúp đỡ binh khí Khải Linh, giúp đỡ tu luyện giả củng cố nguyên thần. Nó lại có thể hoài nghi Khải Linh Sư là vu hồn sư, hơn nữa động thủ. Người mới vừa nói, gặp qua vu hồn sư, cái chức nghiệp này không phải đã sớm diệt sạch sao? Thấy đối phương không có hoài nghi, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra hỏi. Nó thấy tận mắt qua thủ đoạn của vu hồn sư, chẳng lẽ vu hồn sư từ thượng cổ sống sót, ngoại trừ Mặc Hồn Sinh, còn có những người khác? Vâng, năm đó thời điểm ta du lịch bốn phía, gặp qua một vị vu hồn sư, thủ đoạn rất mạnh, có thể thôn vệ hồn phách người khác, tăng lên thực lực của mình, quỷ dị khó lường. Bằng hữu của ta đã bị cắn nuốt, ta là dựa vào hồn lực cường đại, mới may mắn đào tẩu. Vì vậy, vừa nhìn thấy hồn phách cường đại, liền hơi quá khích. Thanh hồn thú nói. Trương Huyền nhíu mày. Thủ đoạn của vu hồn cực kỳ phức tạp, hoàn toàn chính xác có thủ đoạn thôn vệ linh hồn người khác gia tăng hồn lực của mình, bất quá cái này cực kỳ ác độc, hắn chưa bao giờ học qua. Ngươi gặp ở địa phương nào? Nhịn không được hỏi. Đầm lầy Tế Bắc. Thanh hồn thú suy nghĩ một chút nói. Tế Bắc. Trương Huyền nghi hoặc. Chẳng lẽ có quan hệ tới Ngoan Nhân? Lúc trước Tàng Hư muốn giết hắn, thông qua ký ức, biết rõ một phân thân khác của Ngoan Nhân. Liền giấu ở đầm lầy Tế Bắc, gia hỏa này nói vu hồn sư cũng gặp được ở đó, chẳng lẽ có quan hệ gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đầm lầy Tế Bắc có vu hồn sư, vì sao ngươi chưa bao giờ đề cập qua? Sắc mặt của hình đường chủ cũng trầm xuống. Trách nhiệm của chiến sư không chỉ đối phó dị linh tộc, càng trọng yếu chính là bảo vệ an nguy của nhân tộc. Xuất hiện một vu hồn sư biết thôn vệ linh hồn, bọn hắn có nghĩa vụ đi tiêu diệt. Không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ta muốn nói, đáng tiếc, chiến sư Đường không có tồn tại linh hồn cường đại tới chống chọi, thật muốn nói ra, sẽ chỉ hao tổn càng nhiều chiến sư mà thôi. Thanh hồn thú nói, cái này, sắc mặt của hình đường chủ đỏ bừng. Rất rõ ràng, đối phương là không tin thực lực của chiến sư Đường bọn hắn. Đường chủ không cần cảm thấy ngại ngùng, thủ đoạn của vu hồn sư quỷ dị khó lường, không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Không có phòng bị đừng nói chiến sư bình thường, coi như là ngươi đi tới, cũng sẽ ăn thiệt thòi. Lúc trước sở dĩ ta đáp ứng tới hồn điện các ngươi, một là vì ma luyện chiến sư, rèn luyện linh hồn của bọn hắn, thứ hai, cũng là vì ma luyện mình, hy vọng một ngày kia có thể tự mình báo thù. Nói đến đây, ánh mắt của thanh hồn thú lộ ra hận ý đậm đặc. Chứng kiến bộ dạng của nó, hình đường chủ giờ mới hiểu được, nhẹ gật đầu. Khó trách những năm này thanh hồn thú chưa bao giờ chú ý qua thù lao, nguyên lai là muốn tăng lên hồn lực của mình, tự mình tìm hung thủ năm đó giết chết bằng hữu. Có thể nói rõ chi tiết không, nếu như đối phương thật sự là vu hồn sư, ta có thể hỗ trợ. Chần chừ một chút, Trương Huyền nói, hắn tu luyện vu hồn tới hiện tại, đã không còn thiên đạo công pháp, không có biện pháp tiếp tục đi tới, nhất định phải tìm kiếm pháp quyết mới, lại nói, nếu có quan hệ tới Ngoan Nhân, thì càng cần đi qua. Tôn sư hồn lực cường đại, ta cũng chống chọi không được, nếu như có thể hỗ trợ thì không còn gì tốt hơn. Nghe hắn nói như vậy, ánh mắt thanh hồn thú sáng lên. Những năm này, nó khảo hạch qua không ít chiến sư, nhưng không có một cái hài lòng, vị trước mắt này, tuy nhiên kỷ không lớn, hồn lực lại mạnh mẽ, nó cũng không là đối thủ, thật muốn đối kháng ra hỏa kia, có lẽ thật có khả năng chiến thắng. Đồng bạn của ta là một thanh y thú, tu vi giống như ta, cũng đạt tới nguyên thần cảnh. Chúng ta nghe nói đầm lầy Tế Bắc có phiêu hồn hoa, sau khi dùng, có thể để cho hồn lực đại tăng, liền đi tới. Đã trải qua không ít nguy hiểm, còn không có được phiêu hồn hoa, liền gặp vị vu hồn sư kia, hai bên chiến đấu, hắn không địch lại chúng ta xoay người đào tẩu, ai ngờ nửa đêm, liền lấy hồn phách công kích chúng ta, hô đồng bạn ta một tiếng, hồn phách của hắn đã bị hút ra thân thể, sau đó bị bắt thôn phệ, ta thi triển rất nhiều phương pháp cũng không cứu được. Ngay sau đó hắn tới bắt hồn phách của ta, may mắn ta trời sinh am hiểu hồn lực, lúc này mới giữ được, thuận lợi đào tẩu. Nếu không, chỉ sợ sớm đã táng thân ở đó, rút cuộc không cách nào trở về. Nhớ tới cảnh tượng lúc đó, đến bây giờ thanh hồn thú còn cảm thấy có chút khủng bố. Nó am hiểu linh hồn, biết rõ cường giả linh hồn khủng bố, có thể nói chỗ nào cũng có, thậm chí trong lúc ngủ mơ cũng có thể câu hồn phách người đi, khó lòng phòng bị. Hô một tiếng. Hồn phách đã bị hút ra thân thể. Trương Huyền nhíu mày. Hắn từ chỗ Mặc Hồn Sinh lấy được truyền thừa,
còn không có thủ đoạn tiến công quỷ dị như thế. Đúng vậy, chỉ cần đối phương biết tính danh của ngươi, kêu lên một tiếng, linh hồn sẽ bị rút ra, phản kháng cũng không có tác dụng. Cực kỳ đáng sợ. Thanh hồn thú gật đầu. Vu hồn sư hoàn toàn chính xác khó có thể phòng ngự. Nhớ tới rất nhiều thủ đoạn hắn biết, Trương Huyền nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, liền thấy Ngụy Điện chủ vội vã đi tới. Đường chủ, bọn hắn tới. Tới. Hình đường chủ nhẹ gật đầu. Tôn sư, chuyện này sau đó chúng ta lại thương nghị, đại phiền toái lúc trước ta nói với ngươi đã đến. Ta vừa vặn muốn nhìn một chút, đến cùng là người nào, dám tới chiến sư đường tìm phiền toái, ta sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Trương Huyền nhẹ gật đầu, biết rõ bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm, đi theo sau lưng đối phương ra ngoài. Rời hồn điện, không lâu sau đi vào một quảng trường thật lớn, còn không có tới gần, chợt nghe một tiếng la hưng phấn vang lên. Lão sư, chúng ta tìm ngươi khắp nơi, ngươi đã tới. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Vương Dĩnh cùng Trịnh Dương vội vã tiến lên đón. Phía sau bọn họ, vô số người Huyền Huyền hội xếp hàng chỉnh tề, chứng kiến hắn tất cả đều đồng loạt ôm quyền. Hội trưởng, ân, các ngươi tới vừa vặn ta cùng với một vị cường giả thi đấu, các ngươi cũng có thể thừa cơ quan sát một chút. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Vốn còn nghĩ, có nên nói với hình đường chủ, để người Huyền Huyền hội tới đây học tập thoáng cái hay không, bất quá, vừa nghĩ tới đối phương đang phiền lòng, nên không có mở miệng. Hiện tại bọn hắn tới vừa vặn, liền không cần nói nữa. Luận võ, lão sư luận võ với ai? Vương Dĩnh nghi hoặc. Cùng, bọn ngươi chờ chút, ta hỏi thăm đã. Sửng sốt một chút, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía hình đường chủ, nhếch miệng cười cười. Đường chủ, đại phiền toái là ai? Ngươi bảo ta đánh ai? Chương 2127, ta là đại phiền toái. 1. Đối phương chỉ nói đại phiền toái, đến bây giờ còn không có nói phiền toái là ai. Coi như là hắn, cũng không biết tính danh của đối phương, chỉ biết là một tồn tại thực lực mạnh mẽ, đồng cấp vô địch. Tu luyện thiên đạo công pháp, tuy Trương Huyền cảm thấy đồng cấp hầu như không người có thể thắng được, nhưng cũng không cảm thấy chính thức vô địch thiên hạ, dù sao ngay cả phân thân cũng đánh không lại, đồng cấp mạnh hơn hắn, khẳng định cũng có A. Nguyên nhân chính là như thế, từ đầu đến cuối, cũng không có nghĩ tới đại phiền toái trong miệng đối phương là mình. Dù sao, hắn vừa đến Thanh Nguyên đế quốc liền ra ngoài, cùng người chiến sư đường thấy cũng chưa thấy qua, làm sao có thể trở thành phiền toái của đối phương. Hơn nữa nghe khẩu khí của hình đường chủ, phiền toái còn không nhỏ, chiến sư đường rất khó ứng phó. Hắn là người trung thực, điệu thấp không thể lại điệu thấp, tính tình lại phúc hậu, vừa tới Thanh Nguyên đế quốc, liền đi Khải Linh sư công hội. Không đến mức khiến cường giả xuất khiếu cảnh sầu muộn như vậy a. Nguyên nhân chính là như thế, tiềm thức không nghĩ tới sẽ là mình, cũng không thể nào là mình. Hô một câu, Trương Huyền muốn từ trong miệng hình đường chủ nghe ra, vị cao thủ kia rút cuộc là ai, chỉ thấy vị xuất khiếu cảnh kia liên tục run rẩy, cả người lung lay, tùy thời có thể ngã sấp xuống. Nói thật, hiện tại tâm hình đường chủ muốn chết cũng đã có. Nghìn phòng vạn phòng. Một mực lo lắng Huyền Huyền hội ảnh hưởng toàn bộ chiến sư đường, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương đã đánh vào trận doanh của bọn họ, hơn nữa hầu như hết thảy chiến sư, đã thành học sinh của hắn. Còn muốn tìm một cường giả khiêu chiến Trương Huyền, để đối phương biết khó mà lui, hóa giải khốn cảnh của chiến sư đường. Hiện tại tốt rồi, tất cả nội tình đều giao ra mới phát hiện, vị cường giả này chính là Trương Huyền. Khốn cảnh không có hóa giải, ngược lại đã thành đại họa. Một ngụm máu ngậm ở trong miệng, tùy thời có thể phun ra, hình đường chủ quay đầu nhìn tề lão, thấy hắn cũng khóc không ra nước mắt, vẻ mặt mộng bức. Lúc trước là gia hỏa này chính miệng nói với mình, vị này chính là ân nhân cứu mạng của hắn, có thể cam đoan không phải là Trương Huyền. Mà bây giờ, nhìn bộ dáng, đối phương cũng không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi không có hiểu rõ, thì đừng cam đoan a. Sẽ hại chết người đó ngươi biết không? Biết sớm như vậy. Liền mang bức họa của Trác Đỉnh Phong đến nhìn, sẽ không trở thành sự tình ô long như vậy a. Đám người Phùng Huân, Giang Nguyên, hai ngày này vừa vặn bế quan, nói muốn bằng sức chiến đấu mạnh nhất nghênh đón trao đổi, không có cơ hội nhìn thấy, tự nhiên không biết vị tôn sư này chính là Trương Huyền. Che ngực, hình đường chủ cảm thấy hô hấp khó khăn, tùy thời thở không ra hơi. Một mực đề phòng Huyền Huyền hội, kết quả, hội trưởng của người ta đã đánh vào nội bộ bọn hắn rồi. Quá con mẹ nó hố người a. Ngươi là Trương Huyền Trương viện trưởng, tại sao nói mình là Tôn Cường?
hắn nhịn không được nữa hỏi. Ta là người không thích gây chuyện, cũng không thích làm náo động, cực kỳ điệu thấp, tới Khải Linh sư công hội, sợ làm cho người ta nhìn chăm chú, gây nên phiền toái không cần thiết, vì vậy tùy tiện dùng tên giả, ý tứ rất đơn giản, không muốn để người khác biết được mà thôi. Không nghĩ tới, đối phương không nói muốn mình đánh ai, lại hỏi lời này, Trương Huyền thở dài một tiếng, một bộ cao nhân coi công danh lợi lộc như mây bay. Quá ưu tú, dùng tên giả cũng che giấu không được. Đây có lẽ là địa phương hắn bất đắc dĩ nhất ha. Phốc, không nghe lời này, không nhìn hình dạng này của hắn còn may, chứng kiến bộ dạng này của đối phương, nghe nói như thế, hình đường chủ không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu, hô hấp khó khăn. Ngươi không thích gây chuyện, không thích làm náo động. Cực kỳ điệu thấp muội muội ngươi a. Từ khi ngươi tới chiến sư đường chúng ta, chỉ 3 ngày, gà bay chó chạy, hết thảy chiến sư hạch tâm ở trong thập điện, hầu như đã thành đệ tử của ngươi rồi. Nếu không phải mấy ngày nay ngươi một mực xông cửa, đoán chừng mọi người đã sớm xông lại, đi cũng đi không được. Mỗi một lần xông cửa, đều phá ghi chép chết đi sống lại, chơi đùa khiến người ta tuyệt vọng. Đây cũng gọi là điệu thấp. Chỉ sợ sẽ không còn ai cao điệu a. Hình đường chủ, ngươi làm sao vậy? Thấy vị cường giả xuất khiếu cảnh này còn chưa nói 2 câu, liền phun ra máu tươi, Trương Huyền nhịn không được đi vào trước mặt, muốn hỗ trợ bắt mạch. Ngươi, nhìn hắn như người vô tội, tuy hình đường chủ cảm thấy nghẹn sắp bạo tạc nổ tung, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Kỳ thật nói ra, cũng không trách vị Trương viện trưởng này. Là mình chạy tới tìm người ta Khải Linh. Người ta không biết mình, báo cái tên giả, không coi vào đâu. Mấu chốt nhất là, đối phương đáp ứng giúp đỡ mình giải quyết đại phiền toái, cũng là hảo ý. Chỉ tiếc, trời đưa đất đẩy, mới làm ra cục diện này. Không có việc gì, chỉ là hơi khó thở mà thôi. Chương 2128, ta là đại phiền toái. 2. Khoát tay áo, cự tuyệt Trương Huyền xem xét, hình đường chủ vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Ngươi thật là Trương Huyền. Đúng, thật sự ngại ngùng, tại hạ cũng không phải là tận lực giấu giếm. Chẳng qua cảm thấy chúng ta còn muốn trao đổi, nếu như sớm nói ra thân phận, có thể sẽ tạo thành phức tạp rất lớn. Trương Huyền cười nói. Nói mình thành Tôn Cường, đúng là sợ phiền toái, về sau không nói ra tính danh, là bởi vì song phương muốn trao đổi, sớm nói ra, khó tránh khỏi có chút ngại ngùng. Được rồi. Nghẹn sắc mặt đỏ lên. Hô hấp của hình đường chủ càng thêm khó khăn. Thấy sắc mặt của hắn không thích hợp, Trương Huyền nhíu mày. Hình đường chủ, người đến cùng làm sao vậy? Vừa rồi không phải thật tốt sao? Chẳng lẽ, đại phiền toái mà ngươi nói kia đã xuất thủ? Đối phương xuất thủ, mình ở trước mặt cũng không có phát hiện, thủ đoạn mạnh quả thực nghe rợn cả người. Khục khục, Trương Sư, đường chủ nói đại phiền toái kia. Chỉ chính là Trương Sư ngươi. Lưu điện chủ ở một bên cũng nhìn không được nữa, hắn sợ nếu không nói, đường chủ của mình sẽ tươi sống tức chết. Ta, Trương Huyền sững sờ, ta là đại phiền toái. Đúng vậy, thấy hắn hoàn toàn không biết gì cả, lưu điện chủ cười khổ gật đầu. Ở trước lúc các ngươi nói ra phiền toái, ta không có tới chiến sư đường, cũng chưa từng thấy qua các ngươi a. Trương Huyền không hiểu ra sao. Ai, cái này phải hỏi bọn họ một chút. Lưu điện chủ chỉ đám người Vương Dĩnh. Trương Huyền nhíu mày, quay đầu nhìn về phía 2 đệ tử của mình, tràn đầy không vui. Các ngươi làm ra chuyện gì, lại khiến chiến sư đường tức giận như thế? Chúng ta, thấy lão sư quát lớn, khuôn mặt của Vương Dĩnh đỏ lên. Một ít chiến sư của chiến sư đường không tuân thủ quy định, sớm chạy tới tìm chúng ta tỉ thí, kết quả bị người Huyền Huyền hội đánh một trận, sau đó muốn gia nhập chúng ta. Học tập võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu ngươi dạy. Là sự tình này, mục đích chúng ta tới đúng là trao đổi, học tập. Cái này không coi vào đâu ha. Trương Huyền nhíu mày. Chỉ là lẫn nhau trao đổi, lẫn nhau học tập mà thôi, cũng không phải đại sự gì, còn lấy đại phiền toái tới mệnh danh mình sao. Mấu chốt nhất là, khiến vị đường chủ này, cùng nhiều điện chủ kiêng kỵ như vậy. Khục khục, không riêng gì chiến sư bình thường, còn có 5 vị điện chủ. Cũng cảm thấy lão sư giảng giải tri thức rất tốt, gia nhập Huyền Huyền hội. Thấy lão sư không rõ, Lưu Dương nói tiếp. Điện chủ cũng gia nhập. Khóe miệng của Trương Huyền co lại. Đây không phải vấn đề gia nhập hay không gia nhập, mà quan hệ lấy danh tiếng của chiến sư đường. Khó trách đối phương như lâm đại địch, không nghĩ tới mình đi ra 3 ngày,
bọn nhóc con này lại làm ra sự tình khác người như vậy. Thật sự là tức điên người. Các ngươi, thật sự là không biết trời cao đất rộng, chiến sư đường có ý tốt trao đổi với chúng ta, các ngươi lại hợp nhất bọn hắn. Làm như vậy không phụ lòng các bằng hữu chiến sư đường sao? Chúng ta bất kể có phải danh sư hay không, cũng phải làm được đoan, làm được công chính, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vô duyên vô cớ, mặc kệ đường chủ có nguyện ý hay không, liền lôi kéo chiến sư vào huyền huyền hội, quả thực trái với ta dạy bảo, hủy diệt hình tượng anh hùng của ta, để cho ta về sau làm sao đối mặt đám người hình đường chủ. Nhìn về phía Vương Dĩnh, đám người huyền huyền hội, Trương Huyền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận hét lớn. Lời còn chưa kết thúc, sau lưng hình đường chủ, vô số chiến sư đã đi tới. Mấy ngày nay Trương Huyền một mực xông cửa, những chiến sư này có vô số vấn đề muốn hỏi thăm, lại không có biện pháp mở miệng, giờ phút này thấy hắn xuất quan, đứng ở chỗ này, rút cuộc kìm nén không được, tất cả đều hưng phấn đồng loạt quỳ trên mặt đất. Bái kiến lão sư, Vương Dĩnh, Trịnh Dương, đám người huyền huyền hội, chương 2129, người của Tổng bộ Khải Linh Sư tới 1. Huyền huyền hội cùng với đám người Vương Dĩnh tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, bội phục đầu dạp xuống đất. Lão sư chính là lão sư, viện trưởng chính là viện trưởng. Bọn hắn lừa gạt 200-300 chiến sư, hao tốn không biết bao nhiêu công phu, các loại thủ đoạn đều thi triển mới có thể hoàn thành, hắn thì ngược lại, trực tiếp chạy đến tổng bộ chiến sư đường, thu hết thảy chiến sư làm đệ tử. Vô luận tầm mắt hay cách làm, đều cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Nhìn mọi người tràn đầy bội phục, sắc mặt Trương Huyền trực tiếp tái rồi. Đang quát lớn mọi người, liền tới cảnh này, câu nói kế tiếp giấu ở trong cổ họng, nói không nên lời. Giờ phút này, hắn cũng cảm thấy hô hấp khó khăn, triệt để cảm nhận được hình đường chủ bực bội. Không cần khách khí, các ngươi không phải muốn sức chiến đấu trở nên càng mạnh hơn nữa sao? Đây là huyền huyền hội ta sáng lập, mọi người có thể trao đổi một chút. Khoát tay áo, Trương Huyền nói. Vâng, rất nhiều chiến sư gật đầu. Các ngươi cùng bọn họ trao đổi. Học tập chiến sư đường nhiều hơn. Mặc dù ở ý thức chiến đấu, sức chiến đấu, các ngươi có thể thắng được bọn hắn, nhưng mà võ kỹ, quyền pháp, trưởng pháp, thân pháp, thậm chí tâm cảnh, đều xa xa không bằng, còn cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Trương Huyền bàn giao. Đám người huyền huyền hội, hắn chủ yếu giảng giải là ý thức chiến đấu, ở điểm này, người chiến sư đường khẳng định không sánh bằng, nhưng muốn nói trụ cột cùng thân thể, người trước tuyệt không phải là đối thủ. Nội tình của Hồng Viễn Học Viện còn quá yếu, so sánh với chiến sư đường, vô luận từ phương diện nào cũng kém rất lớn. Các ngươi chính là người huyền huyền hội, ta nghe nói đám người Tiêu Tần đã gia nhập các ngươi, bây giờ còn thu người không? Nếu không phải những ngày này đường chủ quản quá chặt, chúng ta đã sớm qua rồi. Nghe nói các ngươi đồng cấp rất mạnh, có hứng thú cùng ta so một trận hay không? Thực muốn nhìn lực chiến đấu của các ngươi a. Rất nhiều chiến sư cùng đám người huyền huyền hội giao lưu. Sự tình Tiêu Tần cùng 5 vị điện chủ, coi như tin tức phong tỏa lại nghiêm, mọi người cũng biết một ít, đối với tổ chức từ đế quốc nhất đẳng tới kia, sớm đã tràn ngập tò mò. Hiện tại biết là tôn lão sư dạy ra, càng tràn đầy hưng phấn. Rất nhanh, tỉ thí liền bắt đầu. Tiêu Tần xuất hiện thứ nhất, đánh đồng bạn ở chiến sư đường thực lực giống nhau hoa rơi nước chảy. Lúc trước những gia hỏa kia hắn không thắng nổi. Giờ phút này ở trước mặt, sống không qua ba chiêu. Coi như Trương Huyền không có tự mình truyền thụ, nhưng đám người Vương Dĩnh đã nhận được chân tủy, nghiêm túc giảng giải, cũng làm cho bọn hắn thu hoạch thật lớn. Hơn nữa bản thân là thiên tài chiến đấu, ba ngày không dài, lại để thực lực có tiến bộ nhảy vọt, so với trước không chỉ tăng lên gấp đôi. Chúng ta nguyện ý gia nhập huyền huyền hội, kính xin dạy ta. Chứng kiến đồng bạn tiến bộ nhanh như vậy. Rất nhiều chiến sư gia nhập huyền huyền hội đều đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mọi người rút cuộc kìm nén không được. Ai, chiến sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, đã thành lập nên trên vạn năm, không nghĩ tới ở trong tay ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chứng kiến tình cảnh trước mắt, hình đường chủ biết rõ rút cuộc không khuyên can được, như cha mẹ chết, đau lòng không cách nào hô hấp. Thân là đường chủ, không có phát dương quang đại chiến sư đường thì thôi, lại khiến đệ tử gia nhập một tổ chức ở đế quốc nhất đẳng. Coi như sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Đường chủ, kỳ thật cũng không cần uể oải, đây đối với chúng ta mà nói, chẳng những không tệ, còn là chuyện tốt. Phùng Huân chẳng biết lúc nào đã đi tới. Ba ngày qua,
hắn một mực bế quan, đợi giao lưu hội đến lại đại triển thần uy, không nghĩ tới vừa ra liền thấy một màn như vậy, trong lòng cực kỳ rung động. Bất quá, nghĩ tới đủ loại thần kỳ của Trương Sư, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy rất may mắn. Tuy không biết sự tình phong thánh, nhưng rất nhiều sự tình ở Khâu Ngô Cung rõ mồn một trước mắt, cùng theo một vị danh sư như vậy tiến lên, về sau chiến sư đường bọn hắn tuyệt đối càng phát triển càng nhanh, vượt qua đồng cấp khác chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện tốt. Hình đường chủ cùng đám người Lưu Điện chủ nhìn qua. Đúng vậy, Trác Thanh Phong mang Trịnh Dương tham gia khảo hạch chiến tử kia, đúng là học sinh thân truyền của Trương Huyền Trương Sư. Phùng Huân gật đầu, ánh mắt lộ ra hưng phấn. Nếu như hắn thành công khảo hạch chiến tử, sau này sẽ là chiến sư đường đường chủ. Địa vị ở toàn bộ đại lục cũng phải tính đến. Hơn nữa, hắn cũng là người Huyền Huyền hội. Cái này, đám người hình đường chủ sững sờ. Điểm ấy, lúc trước bọn hắn không có nghĩ tới. Coi như hắn không thành chiến tử, có thể tham dự tuyển chọn, sức chiến đấu cũng có thể nghĩ, về sau ít nhất cũng sẽ trở thành một vị trưởng lão. Có hắn ở đó, coi như chiến sư đường chúng ta gia nhập Huyền Huyền hội, lại có ai dám cười nhạo. Phùng Huân tiếp tục nói. Đám người hình đường chủ trầm mặc. Nói như vậy cũng không sai a. Danh sư đại lục, tuy chú ý bối phận, nhưng càng chú ý đạt giả vi sư. Mặc kệ niên kỷ như thế nào, chỉ cần thực lực mạnh hơn ngươi, chiến đấu vượt xa ngươi, thì cứ bái sư, chẳng những không bị người cười nhạo, còn sẽ được tôn trọng. Thậm chí, Khổng Sư đã bái không ít người thực lực thấp hơn hắn làm thầy. Bái người yếu hơn mình làm thầy không mất mặt, mất mặt chính là. Mình không được, lại hết lần này tới lần khác nghĩ mình rất lợi hại, có nghi hoặc cũng không đến hỏi. Vị Trịnh Dương kia, một khi trở thành chiến tử, được truyền thừa lợi hại nhất của chiến sư đường, trở thành đường chủ chỉ là vấn đề thời gian, đường chủ cũng là người Huyền Huyền hội, bọn hắn gia nhập, lại có gì mất mặt sao? Coi như về sau không phải đường chủ, trở thành trưởng lão. Đồng dạng cũng rất tự hào. Ta hiểu được. Lúc này hình đường chủ mới nhẹ nhàng thở ra, cởi bỏ khúc mắc trong lòng, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa, tràn đầy bội phục. Một người chỉ có 20 tuổi, lại có thể để cho chiến sư đường của bọn họ sừng sững trên vạn năm, cam tâm tình nguyện thần phục, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Chương 2130, người của Tổng bộ Khải Linh Sư tới 2. Chỉ sợ thầy của hắn, cũng không đơn giản a. Cảm khái một tiếng. Đúng vậy, lão sư của Trương Sư, nghe nói gọi là Dương Huyền, thực lực đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường. Phùng Huân gật đầu. Dương Huyền. Hình đường chủ nhíu mày, sửng sốt một chút. Chẳng lẽ, như thế nào, đường chủ nghe nói qua vị danh sư này. Trước kia ta giống như nghe lão sư nói qua, tổng bộ danh sư đường có một vị Dương Sư, khoáng tuyệt cổ kim, thực lực đạt đến tình trạng làm cho người không thể tưởng tượng. Nhưng mà, vị Dương Sư này đến cùng có phải tên Dương Huyền hay không, liền không được biết rồi. Hình đường chủ nói, lão sư của đường chủ, ngươi nói là chiến sư bát tinh, được xưng xích hỏa kim cương đồng thiên thu chiến sư. Lưu điện chủ nhìn qua. Mặc dù đối phương chưa bao giờ nói qua sư thừa, nhưng mà hai người ở chung mấy trăm năm, vẫn có thể biết rõ một ít tin tức. Xích hỏa kim cương đồng thiên thu, siêu cấp chiến sư nổi danh đại lục, một đôi thiết trưởng trấn áp bát hoang, ở trong một trận chiến, tự tay đổ sát mấy vạn dị linh tộc, thanh danh vang xa. Ân. Hình đường chủ gật đầu. Đồng chiến sư, thực lực mạnh mẽ, nếu như hắn nói qua, chỉ sợ vị Dương sư này, thật sự là thầy của hắn. Khó trách tuổi còn trẻ, thì có thực lực cùng thiên phú này, có danh sư lợi hại như thế chỉ điểm, về sau tiền đồ tuyệt đối không thể hạn lượng. Phùng Huân nói. Trước kia, hắn còn có ý niệm cạnh tranh trong đầu, hiện tại loại ý nghĩ này đã sớm biến mất. Vô luận so như thế nào cũng kém, vì sao còn muốn tự rước lấy nhục. Người, chỉ có nhận rõ mình, mới có thể càng chạy càng xa, trèo cao theo đuổi xa, vĩnh viễn sẽ chỉ dừng lại không tiến. Bên này phá giải khúc mắc, bên kia Trương Huyền cũng bận rộn sứt đầu mẻ chán. Hai đại tổ chức trao đổi, cũng không phải đơn giản như vậy. Cuối cùng, ở dưới mọi người yêu cầu giảng một tiết học, lúc này mới khiến tất cả mọi người tràn đầy hưng phấn, cảm thấy mỹ mãn. Đây là phương pháp tu luyện quyền pháp, trưởng pháp, thân pháp, phòng ngự cùng với hồn phách những ngày này ta tổng kết, hai người các ngươi ghi nhớ, chăm chỉ tu luyện, thời điểm có rảnh truyền thụ xuống dưới. Nói xong tiết học, trời đã tối đen, liền ở lại chiến sư đường, Trương Huyền gọi Vương Dĩnh, Lưu Dương tới, bàn giao một câu. Những ngày này, không chỉ học tập,
còn xem qua thư tịch, sửa sang ra một bộ công pháp để người bình thường cũng có thể tu luyện, nếu như bọn họ tới, liền trực tiếp truyền thụ. Vâng. Đám người Vương Dĩnh gật đầu, mở thư tịch, rất nhanh nhớ kỹ nội dung, bàn tay khẽ vỗ, triệt để tiêu hủy. Một khi những bí tịch này tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ bị người khác ngấp nghé, lưu vào trí nhớ, lặng lẽ tu luyện, có danh sư đường cùng chiến sư đường bảo hộ, sẽ an toàn hơn không ít. Có cái gì không hiểu, hiện tại hỏi đi. Thấy bọn họ nhớ kỹ, Trương Huyền nhìn qua. Hai người Vương Dĩnh vội vàng hỏi thăm. Một lúc lâu sau, hai người đã triệt để lý giải. Nhẹ nhàng thở ra, Trương Huyền đang muốn để bọn họ trở lại chỗ ở, liền thấy Tôn Cường vội vã đi tới. Thiếu gia, Khải Linh Sư Công Hội Nguyễn Hội Trưởng cầu kiến. Nguyễn Hội Trưởng, nàng tới làm cái gì? Trương Huyền nhíu mày. Chẳng lẽ công hội không nghe lời, lại vụng trộm bỏ chạy? Không nên a, đã ký kết khế ước, chắc có lẽ không làm như vậy. Để nàng vào đi. Tuy không rõ đối phương muốn làm gì, nhưng Trương Huyền vẫn khoát tay áo. Tôn Cường lui ra ngoài, rất nhanh liền chứng kiến Nguyễn Hội Trưởng cùng một phu nhân trung niên đi đến. Vị phu nhân này, chừng 30 tuổi, quần áo vô cùng bình thường, nhưng trên mang theo khí thế cao quý khiến người ta không dám khinh thường, còn chưa tới trước mặt, đã làm cho người ta cảm giác uy áp đậm đặc. Thực lực không tệ, chỉ sợ đã vượt qua hình đường chủ. Đồng tử co rụt lại. Coi như không cần minh lý chi nhãn, cũng có thể nhìn ra, thực lực của đối phương không bình thường, so với hình đường chủ vừa mới đột phá còn cường đại hơn không ít. Nói cách khác, vị trước mắt này, ít nhất đạt đến thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh. Khải Linh Sư Công Hội, lúc nào toát ra người cường đại như vậy? Tôn Sư, a à không, gặp qua Trương Sư. Đang nghi hoặc, Nguyễn Hội Trưởng đã đi tới trước mặt, cười khổ mở miệng. Thời điểm vị trước mắt này được mời tới chiến sư đường, nàng cũng có mặt, biết rất rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới, Khải Linh Sư Thiên Phú như thế, không ngờ là một vị viện trưởng từ Hồng Viễn Đế Quốc nhất đẳng tới. Nguyễn Hội Trưởng không cần khách khí, đã trễ như vậy tới đây, là cần làm chuyện gì? Hàn huyên hai câu, Trương Huyền hỏi. Thực không dám giấu giếm, sự tình Trương Sư Khải Linh Công Hội ta đã báo cáo tổng bộ cực kỳ coi trọng. Vị này chính là vi trưởng lão của tổng bộ phái tới. Nguyễn Hội Trưởng giới thiệu. Tổng bộ Khải Linh Sư. Trương Huyền sửng sốt. Chương 2131, Trương Huyền cấp 31. Vi trưởng lão, vừa vặn cách Thanh Nguyên Thành không xa, liền được phái tới đây. Thấy hắn nghi hoặc, Nguyễn Hội Trưởng giải thích nói. Tổng bộ Khải Linh Sư, giống như những tổng bộ khác, cách nơi đây rất xa, coi như là thánh thú thánh vực tứ trọng, ngũ trọng, không phải phi hành rất lâu, vị vi trưởng lão này, vừa vặn đang ở phụ cận, lúc này mới có thể ở trong 3 ngày chạy đến. Giới thiệu xong liền xoay người. Vi trưởng lão, vị này chính là siêu cấp thiên tài ta nói, Trương Sư. Hắn ở trên Khải Linh Thiên Phú cực cao, đã đạt đến tình trạng nghe rợn cả người. Ân. Vi trưởng lão nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trương Huyền. Chuyện của ngươi, Nguyễn Hội Trưởng đã nói rõ chi tiết, trong vài canh giờ ngắn ngủn, từ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ bằng vào đọc sách, liền thành công Khải Linh Công Hội. Thiên Phú ở trên Khải Linh, hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Khách khí. Trương Huyền vội vàng khoát tay, có chút nghi hoặc. Không biết trưởng lão tới đây. Là vì chuyện gì? Trương Sư người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng không có gì phải che giấu, nghe được chuyện của ngươi, tổng bộ vô cùng coi trọng, hy vọng có thể mời ngươi đi tổng bộ Khải Linh Sư tu luyện. Cũng không nói nhảm, vi trưởng lão nói. Tu vi đạt tới loại cảnh giới như nàng, không cần nói lời khách sáo gì. Đi tổng bộ Khải Linh Sư. Trương Huyền lắc đầu. Chắc hẳn Nguyễn Hội Trưởng cũng nói với ngươi, ta là danh sư, Khải Linh Sư chỉ là phụ tu. Không phải chủ chức nghiệp. Trước 30 tuổi, không đạt tới danh sư cửu tinh, tính mạng sẽ không còn, mặc dù Khải Linh Sư tốt, nhưng với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Nói thật, đi tổng bộ của đối phương, mượn nhờ điều kiện của đối phương, tăng thực lực lên, có trợ giúp hắn phát triển rất lớn, nhưng được bao nhiêu chỗ tốt, sẽ phải thực hiện bao nhiêu nghĩa vụ, không có khả năng cho ngươi lấy không, sau đó xoay người bỏ chạy. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn một mực tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của mình, từng bước một tiến về phía trước, chính là không muốn thiếu ân tình quá lớn, không cách nào hồi báo, cuối cùng làm trễ nải danh sư tấn cấp cùng tu hành. Người có thể từ đi chức nghiệp danh sư. Vi trưởng lão nhàn nhạt nhìn qua, trên mặt lộ ra tự tin nồng đậm. Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần nghiêm túc tu luyện,
tăng thêm tổng bộ bồi dưỡng, khống chế Khải Linh Sơn, trở thành Khải Linh Vương, cũng không phải là không được. Đạt tới loại cảnh giới này, tung hoành đại lục, danh sư cửu tinh cũng phải lấy lễ đãi. Chẳng phải tốt hơn danh sư nhiều sao? Khải Linh Sư Công Hội, mặc dù là phụ tu, không cường đại như những chức nghiệp khác, nhưng mà chính thức đạt tới cao nhất, cũng cực kỳ kinh khủng. Nhất là một khi nắm giữ thánh địa, trở thành Khải Linh Vương. Danh sư cửu tinh lại có sợ gì? Ta sẽ không từ đi chức nghiệp danh sư. Trương Huyền lắc đầu. Đây mới là ta truy cầu, Khải Linh Sư, ta sẽ học, bất quá phụ tu mà thôi. Danh sư mới là căn bản của hắn, phụ tu có thể học, lại không thể làm trễ nải chủ nghiệp. Nếu không, tương đương vi phạm sư đạo chi tâm của hắn, thân phận thiên nhận danh sư cũng sẽ bị cắn trả, đạo tâm bất ổn, tăng thêm tâm ma. Không cần gấp gáp trả lời ta như vậy, có thể cho ngươi vài ngày thời gian cân nhắc, đây chính là cơ hội một bước lên trời, một khi bỏ qua, liền không có cơ hội nữa. Vi trưởng lão nhíu mày. Đổi lại những người khác, có thiên phú này, nhất định sẽ lập tức đáp ứng, dù sao Khải Linh Sư Công Hội ở toàn bộ đại lục, cũng là thế lực lớn phải tính đến. Coi như kém danh sư đường, chiến sư đường, cũng không phải một ít công hội nhỏ có thể so sánh. Làm phiền ưu ái, chuyện này không cần cân nhắc. Trương Huyền lắc đầu. Phụ tu có thể, chủ nghiệp khẳng định không cần thương nghị. Bất quá trả lời như vậy, cũng biết đối phương khẳng định sẽ không đồng ý. Nếu không, tiêu phí giá cả cực lớn bồi dưỡng, cuối cùng biến thành danh sư chạy, chẳng phải tương đương bồi dưỡng nhân tài cho danh sư đường sao? Danh sư, mặc dù là chức nghiệp thứ nhất của đại lục, nhưng trong danh sư đường cạnh tranh rất lớn, tài nguyên có hạn, muốn đạt tới cửu tinh, nói dễ vậy sao? Chỉ cần ngươi tới Khải Linh Sư Công Hội, chúng ta khắp nơi đều là nữ tử, muốn kết hôn bao nhiêu cũng được. Thậm chí chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện, Khải Linh cho binh khí, kiến trúc, coi đây là bạn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vi trưởng lão tiếp tục nói. Lúc trước băng nguyên cung đáp ứng điều kiện như vậy, ta cũng cự tuyệt, nữ tử của Khải Linh Sư Công Hội các ngươi, chẳng lẽ còn có thể tốt hơn nữ tử của băng nguyên cung? Trương Huyền lắc đầu. Xem ra, nam nhân ở trong suy nghĩ của nữ tử, là không có ấn tượng tốt, đều cho là đồ háo sắc. Nói giỡn. Thực cho rằng nữ nhân, đối với hắn có hấp dẫn cực lớn. Thực như vậy mà có, đám người Hồ Yêu Yêu, Triệu Phi Vũ, Mạc Vũ, đã sớm giữ ở bên người, cũng không đến mức nhìn cũng không liếc mắt nhìn nhiều. Băng Nguyên Cung. Vi trưởng lão sững sờ. Nữ tử của Khải Linh Sư Công Hội, tuy có rất nhiều tuyệt sắc, nhưng so sánh với Băng Nguyên Cung, còn kém rất nhiều. Chỗ đó có rất nhiều nữ tử tu luyện công pháp thuộc tính thuần âm, từng cái sắc nước hương trời, xinh đẹp không gì sánh được. Nguyên nhân chính là như thế, vô số thế lực lớn ở trên đại lục, đều lấy có thể cưới được nữ tử của băng nguyên cung mà vẻ vang. Biết rõ thế lực này mời qua đối phương, cũng không có thành công, vi trưởng lão trần chờ một lát, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một tảng đá màu xám nhạt. Ta chỗ này có một khối khải linh chắc thạch, có thể khảo thí thiên phú. Nếu như ngươi có thể đạt tới cấp 10, ta có thể xin tổng bộ, cấp cho điều kiện tốt hơn, không để ngươi từ bỏ chức nghiệp danh sư cũng có khả năng. Khảo thí thiên phú. Đúng vậy, nói thật với ngươi, chỉ có thiên phú Khải Linh đạt tới cấp 10, mới có cơ hội Khải Linh Khải Linh Sơn. Đáng tiếc, toàn bộ công hội, đã có hơn 5.000 năm không có xuất hiện một vị tu luyện giả có được loại thiên phú này rồi. Dừng lại một chút, vi trưởng lão đổi dùng truyền âm. Cái này thuộc về bí mật của công hội, cùng đối phương lần đầu tiên gặp mặt, vốn không nên nói ra, nhưng dựa theo Nguyễn hội trưởng nói, vị trước mắt này, vô cùng có khả năng đạt đến cấp bậc này, vô luận như thế nào cũng phải mang về tổng bộ. Nếu không, công hội sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng bị thế lực khác thôn phệ. Coi như chức nghiệp phụ tu có thể dựa vào những chức nghiệp khác, nhưng cần phải có thực lực của mình, nếu không thành thói quen, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành phụ thuộc, lời nói không có trọng lượng. Khải Linh Sơn. Khải Linh Sơn, là pháp bảo do thiên địa sinh ra, cũng là dựa vào lớn nhất của công hội chúng ta, tảng đá kia, chính là từ phía trên khai thác ra. Một khi Khải Linh thành công, có thể có được sức chiến đấu tương đương danh sư cửu tinh, tung hoành thiên địa, ở đâu cũng có thể đi. Chương 2132, Trương Huyền cấp 32. Vi trưởng lão nói. Lợi hại như vậy. Trương Huyền hoảng sợ. Thành công Khải Linh. Có thể có được sức chiến đấu tương đương danh sư cửu tinh, quả thực làm cho người ta động tâm. Hoàn toàn chính là một bước lên trời. Hơn nữa còn có thể giữ lại chức nghiệp danh sư, lại có gặp gỡ như thế. Nói không động tâm, đó là giả dối.
thực muốn như thế, sẽ không cần lại vì tinh nguyên thượng phẩm, linh thạch tuyệt phẩm mà sầu muộn rồi. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, thực lực của hắn cũng có thể một ngày một cấp bậc, 10 ngày, có lẽ có thể đạt tới cao nhất của đại lục, trở thành tồn tại tương đương với Khổng Sư. Đúng vậy. Thấy hắn động tâm, phi trưởng lão nhẹ gật đầu, đưa tới đá kiểm tra. Khảo thí rất đơn giản, chỉ cần cầm chặt tảng đá, tâm thần yên tĩnh, sẽ tự động khảo thí ra thiên phú của ngươi. Ân. Tiện tay tiếp nhận, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Hai tay nắm chặt, ánh mắt đóng lại. Nói thật, hắn cũng muốn nhìn xem, thiên phú ở Khải Linh của mình đến cùng cao bao nhiêu. Thật muốn phù hợp yêu cầu, đối phương lại không cưỡng cầu từ đi chức nghiệp danh sư. Đi tới cũng không coi vào đâu. Ô, ô, ân. Trong nháy mắt liền tiến vào cảnh giới tâm như chỉ thủy, nắm lấy đá kiểm tra, tia sáng lóng lánh chói mắt. Tốt rồi. Một lát sau, hào quang tiêu tán, Trương Huyền buông tay ra. Vi trưởng lão cùng Nguyễn hội trưởng vội vã nhìn sang, đầu nhìn thoáng qua, lông mi nhìn không được nhảy dựng, nhào nặn ánh mắt, tràn đầy không thể tin được. Làm sao vậy? Thấy biểu lộ của hai người như thế, Trương Huyền có chút kỳ quái, cúi đầu nhìn lại, cũng há to miệng. Điều này sao có thể? Chỉ thấy trên đá kiểm tra, hiển lộ một nhóm chữ. 3. 3, chỉ chính là cấp 3. Trương Huyền nhìn không được nói. Mới vừa nói qua, cường đại nhất chính là cấp 10, bản thân nhẹ nhõm đạt tới Khải Linh Sư Thất Tinh Đỉnh Phong, coi như không phải cấp 10, ít nhất cũng cấp 7 cấp 8. 3, là có ý gì? Là cấp 3. Khóe miệng của vi trưởng lão co quắp. Nghe xong báo cáo, lại đi xem công hội được Khải Linh, cho rằng vị trước mắt này, ít nhất cũng có thể đạt đến cấp 9, như thế nào? Chỉ có cấp 3. Cũng quá thấp đi. Cấp bậc này đại biểu hàm nghĩa gì? Coi như là, rất yếu sao? Trương Huyền nhìn qua. Cái này. Trên mặt tràn đầy xoắn xuýt, vi trưởng lão không biết trả lời như thế nào, dừng lại một chút, chỉ đá kiểm tra trong lòng bàn tay này. Tảng đá kia, là cấp 4. Trương Huyền. Nếu không ta thử lại lần nữa. Sợ không may xuất hiện, lại liên tục thử mấy lần, kết quả giống như lúc trước, đều là 3. Chứng kiến con số phía trên. Trương Huyền xoa xoa mi tâm, cực kỳ bất đắc dĩ. Vốn cảm thấy, thiên phú của hắn không tệ, hiện tại xem ra, ngay cả tảng đá cũng không bằng. Ngẫm lại liền bực bội. Xem ra, sở dĩ trở thành Khải Linh sư nhanh như vậy, hơn nữa thành công Khải Linh công hội, cũng không phải hắn thiên phú rất cao, mà là thiên đạo công pháp quá mức nghịch thiên. Được rồi, hôm nay liền quấy rầy Trương sư rồi. Vi trưởng lão cười khổ lắc đầu. Nếu như một lần là sai, liên tục mấy lần, ngay cả nàng cũng chết tâm. Vị Trương sư này, thiên phú Khải Linh chẳng những không tốt, còn kém đến không hợp thói thường. Sở dĩ có thể Khải Linh công hội, chỉ sợ có cơ duyên xảo hợp ở bên trong. Còn tưởng rằng có thể xuất hiện một vị có được thiên phú cấp 10, Khải Linh sư công hội được cứu, hiện tại xem ra. Ý nghĩ hão huyền rồi. Nếu như thiên tài cấp 10 dễ dàng xuất hiện như vậy, công hội các nàng cũng không đến mức hơn 5.000 năm, vị trí hội trưởng trống không. Một mực trở thành phụ thuộc cho những chức nghiệp khác. Không cần khách khí. Trương Huyền lúng túng nói. Vừa rồi còn ngôn từ chính nghĩa trả giá với đối phương, kết quả bị khảo thí ra, ngay cả tảng đá cũng không bằng. Ngẫm lại cũng cảm thấy mất mặt. Mong Trương Sư không nên để lộ sự tình công hội chúng ta. Truyền âm nói, được trả lời chuẩn xác, lúc này vi trưởng lão mới gọi Nguyễn hội trưởng. Đi thôi. Ngay thời điểm hai người muốn đi ra. Một thanh âm thanh thúy vang lên. Lão sư, ta có thể thử xem đá kiểm tra này hay không? Chương 2133, Vương Dĩnh rời đi một. Nói chuyện chính là Vương Dĩnh. Vừa rồi đám người vi trưởng lão tới, nàng và Lưu Dương đang tiếp nhận chỉ điểm, không phải là đại sự gì, nên không có tránh đi. Vừa rồi thời điểm vi trưởng lão lấy ra tảng đá, chẳng biết tại sao, trong lòng cực kỳ khát vọng, nhịn không được trực tiếp hô lên. Ngươi muốn khảo thí. Trương Huyền nhìn về phía đệ tử của mình. Chỉ thấy lúc này thân thể Vương Dĩnh nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt ửng đỏ. Vâng, ta cảm giác tảng đá này, giống như có một loại lực hấp dẫn nào đó với mình. Vương Dĩnh gật đầu. Lực hấp dẫn. Thấy vẻ mặt của nàng thành thật, Trương Huyền nhìn về phía vi trưởng lão. Xem ra phải làm phiền một chút rồi. Không sao. Vi trưởng lão gật đầu, ngón tay búng đi, đá kiểm tra bay ra, bay tới trước mắt nữ hài. Rơi vào lòng bàn tay của nàng. Vương Dĩnh cũng không nhiều lời,
đặt tảng đá ở trong lòng bàn tay, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Ô, ô, ân. Thời gian nháy con mắt, tảng đá tản mát ra tia sáng chói mắt, ngay sau đó hào quang tản đi, một hàng con số chậm rãi hiển hiện. Cái này, nhìn rõ ràng con số phía trên, thân thể vi trưởng lão chấn động, Trương Huyền cũng trợn mắt há hốc mồm. Cái này, làm sao có thể? Chỉ thấy trên đá kiểm tra, hai chữ số yên tĩnh xuất hiện ở phía trên, như là điêu khắc. 11. Ngươi không nói, cấp 10 là cao nhất sao? Làm sao sẽ xuất hiện 11? Trương Huyền nhìn không được nhìn qua. Ta cũng không biết. Vi trưởng lão cũng kinh ngạc. Ở trong thiên phú nàng biết, cấp 10 là cao nhất, chỉ cần đạt tới loại cấp bậc này, thì có tư cách Khải Linh Sơn, trở thành hội trưởng Khải Linh Vương. Nhưng đột nhiên toát ra cấp 11, có ý tứ gì? Chẳng lẽ, cái này là, thiên phú cấp bậc tổ sư? Đột nhiên, thân thể chấn động, vi trưởng lão dùng thanh âm run rẩy nói. Thiên phú cấp bậc tổ sư? Trương Huyền không hiểu. Truyền thuyết, tổ sư khai phái chúng ta Khải Linh tiên nữ, ở thiên phú Khải Linh vượt qua cấp 10, đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường, bởi vậy, mới có thể Khải Linh một ngọn núi, hơn nữa luyện chế thành pháp bảo, tung hoành thiên địa, ngay cả khổng sư cũng kính trọng ba phần. Vốn tưởng rằng sau tổ sư không người có được, không nghĩ tới, để cho ta gặp được. Hô hấp dồn dập, vi trưởng lão kích động đến sắc mặt đỏ lên. Vốn tưởng rằng, có thể tìm được một người thiên phú cấp 10, có thể khiến công hội lần nữa phát dương quang đại, trọng trấn hùng uy. Không nghĩ tới, trực tiếp phát hiện một cái cấp 11. Cái này đáng sợ. Một khi bồi dưỡng thật tốt, tuyệt đối có thể trở thành nhân vật siêu cường giống như tổ sư khai phái. Vị cô nương này, người có bằng lòng theo ta trở về Khải Linh Sư công hội hay không? Vi trưởng lão vội vàng nhìn qua. Loại thiên phú này, tuyệt đối là nhặt được bảo, nếu mời trở về, có thể đoán được, về sau Khải Linh Sư công hội sẽ càng thêm huy hoàng, lần nữa du ngoạn đỉnh phong. Ta, Vương Dĩnh cũng không nghĩ tới thiên phú của mình cường đại như vậy, bị hỏi có chút hoảng hốt. Nhìn không được nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Ta nghe lão sư, mặc kệ thiên phú Khải Linh tốt hay không tốt, lão sư nói như thế nào, nàng liền làm như thế đó. Trương sư, vi trưởng lão vội vã nhìn qua. Cái này, Trương Huyền chần chờ, nhìn về phía Vương Dĩnh. Ngươi đánh một bộ quyền cho ta xem. Vâng, Vương Dĩnh gật đầu, cũng không nhiều lời, vung vẩy tú quyền, thẳng tắp đập về phía trước. Phần phật. Quyền phong xé rách không khí, tựa như trường thương, làm cho người ta cảm giác lăng lệ ác liệt. Vừa mới truyền thụ cho quyền pháp, không nghĩ tới đã học hữu mô hữu dạng ra dáng rồi. Vù vù. Trong đầu Trương Huyền xuất hiện một quyển sách. Ngón tay điểm một chút. Giới thiệu về Vương Dĩnh chảy vào trong đầu. Rất nhanh xem một lần, chau mày. Phía trên cũng không có giới thiệu về thiên phú Khải Linh Sư, càng không có ghi chú rõ, nàng có được loại thiên phú này. Chẳng lẽ thiên đạo thư viện cũng không được rồi hả? Trương Huyền kỳ quái. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Nhã, trong đó liền xuất hiện miêu tả kỹ càng về thuần âm thể, còn có viên đào, ngụy như yên. Vì sao Vương Dĩnh có được năng lực như thế, lại không viết ra? Xem ra giống như lộ trùng, cái này là năng lực hậu thiên mới có, thư viện không thể ghi chép. Nhớ tới một sự kiện, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Lúc trước lộ trùng, cũng không có đánh dấu có được hồn thể khổng lồ, thích hợp học tập chức nghiệp vu hồn sư. Vương Dĩnh cũng giống như vậy, xem ra, loại thiên phú này, hẳn là hậu thiên mới có. Vương Dĩnh trời sinh cẩn thận, tu luyện bản thiên đạo công pháp rút gọn, so với những người khác càng thêm chăm chỉ, có lẽ nguyên nhân chính là như thế, mới tích lũy tháng ngày, cải biến thể chất, đã có được loại thiên phú vượt qua khả năng suy nghĩ này. Suy tư một lát, Trương Huyền hiểu được. Vận mệnh, cũng không phải cố định, coi như là ông trời, cũng không cách nào tính toán chính xác. Kỳ thật, vô luận lộ trùng hay Vương Dĩnh, thiên phú vốn chỉ có thể coi là bình thường, nhưng gặp mình, tu luyện thiên đạo công pháp, chẳng khác nào cải biến vận mệnh, cải biến nhân sinh. Vận mệnh không lường được. Coi như là thiên đạo thư viện, có thể xem thấu hết thảy thiếu sót, cũng không có khả năng sớm miêu tả ra. Xem ra dạy dỗ đệ tử, không chỉ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, còn cần căn cứ đệ tử trưởng thành, tùy thời làm ra điều chỉnh. Có ít người học tập rất kém cỏi, nhưng đột nhiên thông suốt, đột nhiên tăng mạnh, lúc này lại dùng phương pháp đối đãi học sinh cặn bã dạy học, rõ ràng sẽ không đủ dùng. Vừa hiểu ra, Trương Huyền tựa hồ bắt được cái gì, muốn bắt lấy, lại truy tìm không đến. Chương 2134,
Vương Dĩnh rời đi. Hai. Trương sư. Đang muốn tiếp tục cảm ngộ, bên tai vang lên thanh âm của Vi trưởng lão. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vị Khải Linh sư kia đang tràn đầy khẩn trương nhìn qua. Nàng rất muốn mang Vương Dĩnh đi, nhưng nếu như đối phương không cam tâm tình nguyện, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ân. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, Trương Huyền nhìn về phía Vương Dĩnh cách đó không xa. Ngươi có bằng lòng đi hay không? Đệ tử có ý nghĩ của mình, không phải là hắn có thể quyết đoán, còn phải nhìn quyết định của nàng. Ta. Vương Dĩnh chần chờ. Đi Khải Linh sư công hội, tài nguyên cùng hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, tốc độ tu luyện sẽ mau một chút. Bất quá, đi theo đằng sau ta, ta cũng có thể cam đoan ngươi đạt tới cảnh giới cao như vậy. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua, lộ ra tự tin cường đại. Đi Khải Linh sư công hội, được chỗ tốt trong đó, giữ ở bên người, cũng có chỗ tốt giữ ở bên người. Chỉ nhìn nữ hài trước mắt này lựa chọn như thế nào mà thôi. Lão sư, ta giống như Triệu Nhã, cũng muốn vì ngươi phân ưu, không muốn trở thành vướng víu của ngươi. Sau một lúc lâu, Vương Dĩnh nghiến răng. Lão sư nói không sai, đi theo phía sau hắn, hoàn toàn chính xác cũng có thể đạt tới cảnh giới giống nhau, nhưng kèm theo tu vi càng cao, vật phẩm cần tu luyện càng ngày càng nhiều, tiêu hao cũng càng lúc càng lớn, tuy lão sư không nói, nhưng với tư cách là đệ tử, một mực liên lụy, thật sự rất băn khoăn. Nếu như có thể đi Khải Linh sư công hội, trở thành Khải Linh vương, chẳng những không cần liên lụy, còn có thể ở thời điểm lão sư khó khăn cho hắn trợ giúp. Lúc trước, Triệu Nhã chính là như vậy, dứt khoát đi Băng Nguyên cung. Trịnh Dương cũng như thế, đi Chiến sư đường. Thân là đệ tử thứ nhất, vị thân truyền thứ nhất được lão sư tuyển nhận, càng nên vì lão sư suy nghĩ nhiều hơn. Ngươi là đệ tử của ta, thế nào lại là vướng víu? Trương Huyền lắc đầu. Cùng một chỗ ở chung tiếp cận một năm, sớm đã có cảm tình thâm hậu. Đối phương cảm giác mình là vướng víu, trong lòng hắn, là thân nhân. Vâng. Hốc mắt đỏ bừng, Vương Dĩnh gật đầu. Ta muốn đi Khải Linh sư công hội. Dừng lại một chút, Vương Dĩnh tiếp tục nói. Ngươi coi ta là thân nhân, ta không phải là không như thế. Đã có cơ hội, ta muốn trưởng thành, muốn bay lên. Trước kia, ngươi vì ta che gió che mưa, về sau, ta vì ngươi hộ giá hộ tống. Bởi vì, ngươi là ân sư của ta. Đã có quyết định, vậy thì đi đi. Trương Huyền ảm đạm. Thiên hạ không có yến hội không tàn, biết rất rõ ràng, đệ tử sớm muộn gì cũng sẽ dương cánh bay cao, thế nhưng đến trước mặt, như trước cảm thấy khó có thể dứt bỏ. Bảy vị thân truyền, Triệu Nhã đi Băng Nguyên cung, Lộ Trùng đi tổ địa Vu Hồn sư, Viên Đào trở về gia tộc, Ngụy Như Yên đi Độc Điện, Trịnh Dương đi tổng bộ Chiến sư đường. Đã đi 5 vị rồi. Hiện tại xem ra, vị thứ 6 cũng nên đi. Có chỗ phát triển tốt hơn, làm lão sư, kỳ thật nên cảm thấy vui mừng cho bọn hắn. Chỉ là, cảm xúc còn đó, cứ như vậy rời đi, vẫn còn có chút khó thể dứt bỏ. Lão sư, ngài phải bảo trọng. Đầu gối mềm nhũn, Vương Dĩnh quỳ rạp xuống đất, dập đầu 8 cái liên tiếp. Ân, yên tĩnh đợi nàng dập đầu xong, ngón tay Trương Huyền búng ra, một đạo thiên đạo chân khí tinh thuần tràn vào trong cơ thể đối phương. Nếu như gặp phải sự tình gì, liền kích hoạt đạo chân khí này, cách nhau ngàn vạn dặm, lão sư cũng có thể cảm ứng được. Ai dám khi dễ ngươi, dù đối phương là tông môn lợi hại nhất toàn bộ đại lục, thậm chí là danh sư đường, lão sư cũng có thể lấy lại công đạo cho ngươi. Chắp hai tay sau lưng, tuy ngữ khí của Trương Huyền bình thản, nhưng lộ ra ngạo khí khiến người ta nghiêm túc. Ân, Vương Dĩnh gật đầu. Vi trưởng lão, học sinh này của ta liền giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể đối đãi thật tốt. Nếu như để ta biết rõ, nàng bị một tia ủy khuất, ta tất nhiên sẽ đến bái phỏng, đi tìm công hội các ngươi hỏi thăm rõ ràng. Trương Huyền nhìn về phía Vi trưởng lão. Bị một thánh vực nhị trọng uy hiếp, Vi trưởng lão hơi không vui, bất quá nghĩ tới tình cảm thầy trò của đối phương, tâm lại mềm nhũn ra. Yên tâm đi, thiên phú như thế, che chở còn không kịp, làm sao có thể để nàng bị ủy khuất. Hơn 5.000 năm, cũng không có một cái nào thiên phú đạt tới cấp 10. Thật vất vả xuất hiện, làm sao có thể lạnh nhạt. Dù sau này quan hệ lấy thực lực của toàn bộ công hội. Như vậy cũng tốt. Biết rõ đối phương không có nói dối, Trương Huyền nhẹ gật đầu, lúc này mới xoay người sang chỗ khác, khoát tay áo. Nếu như làm ra quyết định, hiện tại liền đi đi. Vương Dĩnh mềm lòng, không giống Triệu Nhã làm việc quả quyết, một khi mình có chút do dự, khẳng định sẽ không rời đi. Lão sư,
Thấy lão sư quay lưng đi, Vương Dĩnh Sao không biết hắn dụng tâm lương khổ, thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống. Đi thôi. Vi trưởng lão đi tới. Ân. Vương Dĩnh nhẹ gật đầu. Vi trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, bàn giao Nguyễn hội trưởng một tiếng. Chúng ta không thể ở nơi đây lâu, càng sớm trở lại tổng bộ càng yên tâm. Thật vất vả xuất hiện thiên tài như vậy, phải mau chóng đưa về tổng bộ cho thỏa đáng. Vạn nhất xuất hiện sai lầm gì, muốn khóc cũng không kịp. Nói xong, xoay người nhìn về phía Trương Huyền. Trương sư, chúng ta cáo từ. Vù vù. Tiếng nói kết thúc, chân khí tịch cuốn, cùng Vương Dĩnh bay về phía không trung, thời gian nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Đi vào thế giới này, thu đệ tử thứ nhất Vương Dĩnh. Rời đi. Không biết qua bao lâu, Lưu Dương nhịn không được hô lên. Chương 2135, lần thứ tư thiên nhận danh sư 1. Trương sư, cáo từ. Nguyễn hội trưởng cũng xoay người rời đi. Trong sân, chỉ còn lại có Tôn Cường cùng Lưu Dương. Xoay người lại, nhìn phương hướng hai người Vương Dĩnh biến mất, chắp tay sau lưng, Trương Huyền vẫn không nhúc nhích. Đi thôi, đều đi thôi. Trương Huyền lắc đầu. Nên đi, chung quy sẽ đi. Là Long, không có khả năng một mực giữ ở bên người, nếu không làm sao trưởng thành. Lão sư, tim như bị đao cắt, Lưu Dương tiến lên một bước, muốn nói cái gì đó, chỉ cảm thấy cánh tay siết chặt. Để thiếu gia yên tĩnh một chút đi. Tôn Cường thở dài. Nhìn hắn một cái, thấy người sau lắc đầu, Lưu Dương gật đầu, theo ở phía sau đi ra sân nhỏ. Hoàn toàn chính xác, hiện tại lão sư không cần an ủi, mà là yên tĩnh. Đệ tử liên tiếp rời đi, thật rất không dễ chịu. Ta có thể vì lão sư làm gì? Đi ra sân nhỏ, nhìn bầu trời đêm, Lưu Dương nhịn không được nói. Người có thể làm, là chăm chỉ tu luyện, không cô phụ thiếu gia tài bồi. Tôn Cường nói. Đúng vậy. Triệu Nhã, Lộ Trùng, Viên Đào, Ngụy Như Yên, Trịnh Dương, Vương Dĩnh. Bọn hắn đều rời đi, chỉ còn lại ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có thể không cô phụ lão sư yêu ái. Siết chặt nắm đấm, ánh mắt Lưu Dương nheo lại. Lúc trước mọi người cùng nhau tu luyện, cùng một chỗ tiến bộ, tuy hắn không phải nhanh nhất, cũng không tính quá chậm, coi như vô cùng thỏa mãn. Mà bây giờ, loại cảm giác này biến mất, thay vào đó chính là áp lực nồng đậm. Triệu Nhã, Viên Đào, Ngụy Như Yên, Lộ Trùng, đều đi địa phương thích hợp thể chất bản thân tu hành, tiếp nhận truyền thừa, một khi triệt để kích hoạt, tăng lên là sự tình ván đã đóng thuyền. Trịnh Dương, Vương Dĩnh, thì đi địa phương thích hợp thiên phú bản thân, có truyền thừa hoàn chỉnh, cùng với các loại vật tư tài bồi, tiến bộ tất nhiên cũng sẽ không quá chậm. Chỉ có hắn ở chỗ này. Nếu tốc độ tu luyện chậm hơn người khác, chẳng phải đại biểu lão sư không bằng những thế lực kia. Không được. Ta phải càng thêm nỗ lực. Ánh mắt ngưng trọng, Lưu Dương xoay người đi đến gian phòng của mình. Hắn muốn tu luyện, không thể lãng phí một chút thời gian. Đều là sư huynh đệ, hắn cũng không muốn về sau gặp lại, bị đối phương bỏ xa, chính thức thành vướng víu của lão sư. Ai? Không nghĩ tới Lưu Dương nói đi là đi, không có chút lưu lại nào, Tôn Cường im lặng. Được rồi, không so sánh với những cuồng nhân tu luyện này, ta đi ra ngoài dạo, thuận tiện nhìn xem. Thanh Nguyên đế quốc có mỹ thực gì ngon miệng không? Duỗi lưng một cái, Tôn Cường đi ra ngoài. Từ khi đi vào Thanh Nguyên thành, vẫn bồi đám người Huyền Huyền hội, dừng lại ở trong viện, đến bây giờ còn không có đi ra ngoài, chưa được chứng kiến cảnh đêm của phong hào đế quốc. Vừa vặn hiện tại có thời gian, liền đi ra ngoài dạo một vòng. Hắn không có hứng thú quá lớn với tu luyện, nếu không phải thiếu gia tự mình giảng bài, tài nguyên cung cấp vô hạn, thực lực khẳng định đã sớm đột phá đến bán thánh. Không đến mức giống như bây giờ, một lọ không đầy, nửa bình lạch cạch. Yên tĩnh dừng lại ở tại chỗ, trong lòng Trương Huyền cô đơn lạnh lẽo trước đó chưa từng có. Đệ tử hầu như đi hết, Lạc Nhược Hy cũng rời đi, tựa hồ toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có hắn. Dường như lại trở về thời điểm vừa mới xuyên Việt đến thế giới này. Tùy thời bị khai trừ, môn hạ không có một đệ tử. Hết thảy lạ lẫm như vậy, cô độc như vậy. Tùy bọn hắn ở bên cạnh ta. Có thể truyền thụ tri thức tốt hơn, nhưng rời đi, là lựa chọn rất tốt. Kỳ thật hắn cũng biết, mọi người rời đi, đối với trưởng thành càng có lợi. Giữ ở bên người, sẽ chỉ hạn chế bọn họ phát triển, không có lợi. Từng đạo ý niệm trong đầu chảy xuôi, trong nháy mắt, Trương Huyền dường như lần nữa bắt được tia linh cảm kia. Đúng vậy, lão sư ái sinh, nghĩ kế sâu xa.
Dạy dỗ đệ tử, không phải là rèn binh khí, một cái khuôn mẫu có thể chế tạo rất nhiều, bọn hắn nhất định phải trải qua nhân sinh của mình, trải qua hỉ nộ ái ố, trải qua phấn đấu. Một mực giữ ở bên người, dạy học như nhồi cho vịt ăn, là có thể để đối phương trưởng thành rất nhanh, nhưng đã mất đi cơ hội rèn luyện, thật giống như binh khí không có tôi luyện, vĩnh viễn không thể trở thành cường giả chân chính, một phương hào kiệt. Rời đi, cũng là cho thấy bọn hắn trưởng thành. Ầm ầm, trong đầu lắc lư kịch liệt, tựa như lôi đình minh hưởng, ngay sau đó trên bầu trời, vô số khí tức đặc thù rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Thiên nhận danh sư lần thứ tư. Xì xì xì. Lực lượng đặc thù tràn vào thân thể, khiến tâm cảnh khắc độ của hắn gia tăng rất nhanh, khí tức cả người bay vọt. Mà cả người hắn, cũng như lâm vào một loại ý cảnh đặc thù, càng thâm ảo hơn. Đại sảnh nghị sự của chiến sư đường. Đường chủ, đây là mấy ngày nay chúng ta từ huyền huyền hội tổng kết lý luận chiến đấu, nghe nói đều là trương sư truyền thụ. Thân pháp điện lục vương thu điện chủ khẽ đảo cổ tay, lấy ra mấy quyển sách thật dày. Bọn hắn chỉ là đi huyền huyền hội học tập, cũng không phải không trở lại nữa. Hình đường chủ tiện tay mở ra, cúi đầu nhìn, ánh mắt càng ngày càng sáng. Vị trương sư này quả nhiên là thiên tài, lý giải chiến đấu đạt đến tình trạng nghe rợn cả người. Tuy lý luận của hắn đơn giản, lại trực chỉ hạch tâm tu luyện, bất kỳ vũ khí nào đặt ở trước mặt, cũng có thể nhẹ nhõm tìm được thiếu sót, tiến hành bài trừ. Chương 2136, lần thứ tư thiên nhận danh sư 2. Xem hết thư tịch, tri thức chảy xuôi ở trong đầu một lần, hình đường chủ nhịn không được cảm khái. Tận mắt nhìn thấy, mới biết được chiến đấu lại có thể như vậy, không hổ là cao đồ của Dương sư, thật là đáng sợ. Đúng vậy, hôm nay khi hắn giảng giải ta cẩn thận nghe, tuy lý giải tri thức rất đơn giản, lại có thể khiến người ta hiểu ra, tu vi có tiến bộ sâu sắc. Trưởng pháp điện Diêm Thanh Hải điện chủ mở miệng. Mấy vị điện chủ khác cũng nhẹ gật đầu. Nếu như nói lúc trước mọi người đối với gia nhập huyền huyền hội, còn có một chút mâu thuẫn trên tâm lý, nhưng bây giờ đã hoàn toàn biến mất, triệt để biến thành mừng rỡ. Chỉ cần nghiêm túc học tập, có thể đoán được, sức chiến đấu chỉnh thể của chiến sư đường bọn hắn, sẽ tăng lên cực nhanh. Xem ra lần này trao đổi là chính xác. Hình đường chủ cũng có đồng cảm, cảm khái một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm nhận được cái gì, đồng tử co rụt lại. Dâm ao ao. Rất nhiều điện chủ cũng giống như cảm ứng được, từng cái vội vàng đứng dậy. Đi tới nhìn xem. Không chần chờ chút nào, thân thể hình đường chủ nhoáng một cái, chạy nhanh ra bên ngoài, thời gian nháy con mắt đi vào một đại điện cách đó không xa. Nơi đây là bài vị tổ tiên các thời kỳ của chiến sư đường, càng có pho tượng của tổ sư khai phái. Đi vào trong đó, lập tức chứng kiến rất nhiều bài vị cùng pho tượng của tổ sư khai phái đang không ngừng lắc lư, như nhìn thấy chuyện kinh khủng gì. Đây là sao vậy? Lục Vương Thu biến sắc. Hắn tới đây hơn 800 năm, loại tình huống này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí trong lịch sử chiến sư đường, cũng chưa nghe nói qua chuyện tương tự. Dâm ao ao. Đang không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, liền chứng kiến rất nhiều bài vị, đồng loạt quay về một hướng ngã sấp xuống, mang theo thành kính. Pho tượng tổ sư khai phái cũng quỳ trên mặt đất, như nhìn thấy tồn tại gì khiến hắn thật lòng khâm phục. Cái này. Chẳng lẽ là, nghĩ đến một sự kiện, đồng tử của hình đường chủ co rụt lại. Là cái gì? Mọi người nhìn qua. Chiến sư chủ tu chiến đấu, ở trên tri thức uyên bác kém xa danh sư. Vạn sư triều bái, cúi đầu nghe lệnh, cái này là. Có thiên nhận danh sư xuất thế. Bờ môi phát khô, hình đường chủ run rẩy lên tiếng. Thiên nhận danh sư. Sắc mặt tất cả mọi người trắng nhợt. Lục Nhiên là một vị danh sư học đồ của danh sư đường Thanh Nguyên Đế Quốc. Bình thường đều là hắn chịu trách nhiệm quét sạch và chỉnh lý phong sư điện, hôm nay vốn là ngày nghỉ, ai ngờ người thay thế hắn tạm thời có việc, lại bị gọi tới đây. Đã hẹn La Yên đi gặp cha mẹ của nàng, bây giờ cho leo cây, chắc là sẽ bị mắng chết. Mày nhíu lại thành nút, vẻ mặt mất hứng. Không đến nơi này, tối nay khẳng định đã hẹn hò, có lẽ dưới động tình, có thể ôm mỹ nhân về nhà. Kết thúc kiếp sống độc thân. Bây giờ tốt rồi, không biết còn phải ngủ một mình tới khi nào. Càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn. Chỉ là bài vị mà thôi, không đến mức mỗi ngày phải trông coi a. Đẩy cửa phòng ra, nhìn đại điện trống trải, Lục Nhiên lắc đầu. Phong sư điện, là nơi để bài vị của các tiền nhân, cùng pho tượng khổng sư. Bất quá, những thứ này đều là tử vật, bình thường quét dọn thoáng cái là được,
không cần phải mỗi ngày đều tới, thậm chí còn phải trông coi. Được rồi, hiện tại ta chỉ là học đồ, chỉ cần kiên trì nửa năm nữa, đợi thành danh sư chính thức, sẽ không cần làm những việc thấp kém này nữa rồi. Hiện tại hắn chỉ là học đồ bình thường, chỉ có thể làm một ít sự tình quét dọn, sửa sang lại, bất quá một khi trở thành danh sư chính thức, địa vị sẽ hoàn toàn bất đồng. Mặc dù ở Thanh Nguyên Đế Quốc, danh sư nhất tinh không coi vào đâu, nhưng dù sao cũng là danh sư, có địa vị khiến người ta kiêng kỵ, không cần lại giống như hiện tại, phải nhìn sắc mặt người, gọi dạ bảo vâng. Ngủ một giấc, ngày mai lại đi xin lỗi La Yên. Duỗi lưng một cái, đi vào nơi hẻo lánh của đại điện, Lục Nhiên xếp mấy cái bồ đoàn thành hàng, nằm nghiêng ở phía trên, đang định ngủ, đột nhiên cảm thấy đại điện lắc lư kịch liệt. Làm sao vậy? Hắn hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy. Nơi này là danh sư đường, là địa phương quan trọng nhất của toàn bộ Thanh Nguyên Đế Quốc, bốn phía có đủ loại trận pháp, cho dù có địa chấn, lũ bất ngờ cũng sẽ không ảnh hưởng đến, làm sao sẽ xuất hiện lắc lư kịch liệt như thế. Đang kỳ quái, liền chứng kiến vô số bài vị từ trên bàn nhảy xuống. Cái này, sắc mặt Lục Nhiên trắng nhợt, toàn thân run lên. Loại tình huống này đừng nói gặp qua, nghe cũng không có nghe qua. Những bài vị này đều là tử vật, chỉ điêu khắc tính danh cùng sự thích của các tiền bối danh sư đường, trước kia thời điểm hắn quét dọn, lỡ tay làm ngã qua nhiều lần cũng không có gì. Sao giờ phút này, như là vật sống, từ phía trên nhảy xuống rồi hả? Rầm rầm, rơi trên mặt đất, bài vị chỉnh tề đứng thành hàng, như có sinh mệnh, đồng loạt nhắm về một hướng hạ bái. Thân thể cứng ngắc không dám động, Lục Nhiên trốn ở nơi hẻo lánh, hai tay dốc sức liều mạng che miệng, sợ mình phát ra âm thanh. Ầm ầm, đang khẩn trương không biết như thế nào cho phải, liền chứng kiến pho tượng khổng sư lúc trước một mực không nhúc nhích, cũng khôi phục linh động, xoay người lại, nhìn về hướng đó. Ánh mắt thâm sâu mà xa xăm, như là người sống. Cắn chặt hàm răng, hô hấp của Lục Nhiên dừng lại, ngay sau đó liền chứng kiến tảng đá điêu khắc khổng sư nhẹ nhàng ngoặt xuống, hai tay ôm quyền. Đạo hữu, ngươi tốt. Chương 2137, Trương Huyền đi dạo kỹ viện thượng. 1. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền chậm rãi mở to mắt. Lần này thời gian thiên nhận danh sư dài hơn lúc trước rất nhiều, ở dưới khí thức đặc thù rèn luyện, tinh thần cả người trở nên càng thêm linh hoạt, ý niệm càng thêm tinh khiết. Dù thực lực không có tiến bộ, tư duy lại trở nên càng thêm rõ ràng, tốc độ phản ứng cũng càng nhanh. Minh lý chi nhãn cũng trở nên càng thêm tinh khiết, chỉ cần hắn muốn che giấu, từ bề ngoài coi như là danh sư bát tinh cũng không cách nào nhìn ra. Hơn nữa, trước kia chỉ có thể nhìn thấu thiếu sót của người tu vi cao hơn hắn 3-4 tiểu cấp, hiện tại có thể xem thấu tu vi, đã tương tự lực chiến đấu của hắn. Nói cách khác, có thể thấy được lỗ thủng cùng khuyết điểm của nguyên thần cảnh đỉnh phong. Về sau gặp được loại cường giả này, coi như không cần thư viện, chỉ dùng minh lý chi nhãn, cũng có thể biết rõ mấu chốt, nhẹ nhõm đánh bại. Minh lý chi nhãn biến hóa là chuyện nhỏ, chủ yếu nhất là tâm cảnh khắc độ của ta. Lần nữa gia tăng lên 2.0. Cực kỳ hưng phấn. Minh lý chi nhãn biến hóa, tuy rất lớn, nhưng muốn nói khiến hắn cao hứng nhất, là tâm cảnh khắc độ. Trải qua lần thiên nhận danh sư này, lại có thể gia tăng lên 2.0. Lúc trước trải qua phong thánh kiếp, tâm cảnh khắc độ đạt đến 23. 1. Có thể so với danh sư thất tinh thượng phẩm, mà bây giờ lần nữa bạo tăng 2.0, đạt đến 25 tháng 1, có thể so với danh sư bát tinh trung phẩm rồi. Có được loại tâm cảnh này, thì triển sư ngôn thiên thụ, coi như là danh sư thất tinh đỉnh phong, cũng có thể nhẹ nhõm trúng chiêu, bị mê hoặc thành đệ tử của hắn. Biết rõ phương pháp tu luyện, danh sư bát tinh hạ phẩm, chỉ sợ cũng khó may mắn thoát khỏi. Nắm đấm siết chặt, sư ngôn thiên thụ mê hoặc, cần công pháp hoàn mỹ vô khuyết, phù hợp đại đạo mới được, có thể đạt tới danh sư bát tinh, tâm cảnh siêu nhiên, công pháp trụ cột đã ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu có thể biết rõ pháp quyết tu luyện của đối phương, hơn nữa tìm được phương pháp chính xác. Mê hoặc hẳn không phải việc khó. Tâm cảnh đạt tới, xem ra phải tăng thêm tốc độ tu luyện, mau chóng khảo hạch danh sư thất tinh. Thở ra một hơi. Danh sư khó tu luyện nhất chính là tâm cảnh đạt tới, tu luyện có thể nhanh hơn. Xử lý xong sự tình chiến sư đường, mọi người hữu hảo trao đổi, chung đụng cực kỳ vui vẻ, không cần phải lo lắng. Đã như vậy, cũng nên xử lý chuyện của mình, đi danh sư đường dạo một chút, nhìn xem bằng hữu cũ, thuận tiện lấy được huy chương thất tinh. Thời điểm khảo hạch lục tinh, hắn lựa chọn thăng cấp quốc gia khó khăn nhất, hoàn thành cái này,
thời điểm khảo hạch thất tinh, sẽ không cần khảo hạch lần nữa, hoàn toàn có thể trực tiếp ban cho đẳng cấp huy chương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ phụ tu cùng tâm cảnh. Tâm cảnh không cần nói, khảo hạch danh sư bát tinh cũng đủ, chủ yếu là phụ tu. Hiện tại hắn đạt tới thất tinh, chỉ có khải linh sư, ma âm sư, độc sư. Luyện đan, luyện khí, đều chỉ có lục tinh. Trong đó khải linh sư không thuộc về chức nghiệp đặc thù, độc sư lại không thể lấy ra, tính đi tính lại, phụ tu đạt tới thất tinh chỉ có một. Muốn thông qua danh sư thất tinh, cần 7 phụ tu thất tinh, hiện tại ngoại trừ giám bảo cùng vu hồn, những chức nghiệp khác, đều đạt đến lục tinh đỉnh phong. Hiện tại hắn tổng cộng có được 12 chức nghiệp phụ trợ, theo thứ tự là khải linh sư thất tinh, ma âm sư thất tinh, độc sư thất tinh, luyện đan sư lục tinh, y sư lục tinh, thư họa sư lục tinh, thuần thú sư lục tinh, thiên công sư lục tinh, kinh hồng sư lục tinh, trận pháp sư lục tinh, giám bảo sư ngũ tinh. Cùng với vu hồn sư, khải linh sư, độc sư, vu hồn sư, không thể dùng, nói cách khác, phải từ trong 9 cái còn lại tuyển chọn ra 7 cái, khảo hạch đến thất tinh. Trận pháp sư, ta đã đạt tới thất tinh, Hàn hội trưởng cũng đáp ứng giúp ta xin, hẳn là đã xin thành công, trực tiếp đi lấy là được. Tại Khâu Ngô Cung, nhẹ nâng học tập trận pháp đến thất tinh đỉnh phong, Hàn hội trưởng thân là Thanh Nguyên Đế quốc trận pháp sư công hội hội trưởng, đã sớm đáp ứng giúp hắn xin đẳng cấp, cũng không cần phiền toái đi khảo hạch lại. Tính đi tính lại, cũng chỉ có 2 chức nghiệp thất tinh. Còn cần khảo hạch 5 môn. Lấy thân phận của ta bây giờ, trực tiếp đi công hội đối ứng đọc sách, tốc độ nhanh mà nói, một ngày hẳn là có thể thi xong. Nhẹ nhàng cười cười. Khảo hạch phụ tu, đối với người khác mà nói, cần một lần nữa học tập một môn tri thức, tiêu phí không biết bao lâu, với hắn mà nói, không coi vào đâu. Tốc độ nhanh mà nói, một ngày có thể hoàn thành. Chậm, cũng không dùng được 2 ngày. Các loại công hội luyện đan sư, y sư, thuần thú sư, nơi đây hẳn là đều có, chỉ không biết có kinh hồng, thiên công, thư họa. Hay không? Thanh Nguyên Thành cụ thể có công hội nào, lại phân bố ở địa phương nào, hắn cũng không rõ ràng, cần tìm người hỏi thăm, có thể làm cho tốc độ khảo hạch nhanh hơn một ít. Tôn Cường, Tôn Cường. Ra khỏi phòng, hô vài tiếng. Chỉ cần đến một chỗ nào, Tôn Cường đều đi ra ngoài nghe ngóng tin tức, tìm hắn hỏi thăm là tốt nhất. Lão sư, đêm qua Tôn quản gia đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở về. Lưu Dương đi tới. Đêm qua Tôn Cường cùng hắn phân biệt, liền rời đi, đến buổi sáng hôm nay cũng không phát hiện tung tích. Trương Huyền nhíu mày. Có biết hắn đi nơi nào không? Không rõ lắm, bất quá ta đã nhờ bằng hữu chiến sư đường đi nghe ngóng. Lưu Dương vội nói. Ân. Trương Huyền nhẹ gật đầu, bàn giao một câu. Đợi hắn trở về, bảo hắn tới tìm ta. Trước kia Tôn Cường cũng có tình huống qua đêm không về, này không cần lo lắng, để người chiến sư đường đi tìm, so với hắn đi tìm phạm vi càng rộng. Vâng. Lưu Dương gật đầu. Không nói thêm lời, Trương Huyền đi đến chỗ của hình đường chủ. Nếu như Tôn Cường không có ở đây, chỉ có hỏi hắn rồi. Trương sư muốn khảo hạch phụ tu, trùng kích danh sư thất tinh. Chương 2138, Trương Huyền đi dạo kỹ viện thượng. 2. Nghe được mục đích hắn đến, hình đường chủ nở nụ cười. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Tề lão là y sư công hội lão hội trưởng, y thuật của ngươi cao minh như vậy, để hắn hỗ trợ xin huy chương thất tinh, không khó lắm. Y sư liền không cần khảo hạch. Hình đường chủ cười nói. Luyện đan sư công hội hội trưởng Ngô Hóa Vũ Ngô đan sư, nghe được tin tức ngươi đang ở chiến sư đường chúng ta, tính toán đến đây bái phỏng, căn cứ ta cùng hắn đối thoại, hẳn là đã giúp ngươi xin huy chương luyện đan sư thất tinh, tính toán tự tay tiễn đưa tới. Ngô Hóa Vũ. Trương Huyền sững sờ. Người này thông qua bia đá đưa tin ở đan viện cùng mình tiến hành luận đan, chỉ điểm cho hắn không ít, đoạn tục thảo cũng là nhờ hắn hỗ trợ xin. Vốn tưởng rằng cái gì cũng không hiểu, là một tiểu lâu la, không nghĩ tới là Thanh Nguyên luyện đan sư công hội hội trưởng. Về sau, thời điểm tiến đưa đoạn tục thảo, còn đi qua Hồng Viễn Đế quốc, đáng tiếc hắn vừa vặn không có mặt, nên không gặp được. Hai chức nghiệp luyện đan sư, y sư không cần khảo hạch, hiện tại chẳng khác nào đã có 4 chức nghiệp thất tinh, chỉ cần lại khảo hạch 3 cái là được. Trương Huyền mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra. Vốn đi thi một lần, cũng không phí bao nhiêu công phu, bất quá, có thể bớt việc, tự nhiên tốt nhất. Tuần thú sư công hội, không có ở nội thành, trong sơn mạch cách nơi đây đại khái hơn 100 dặm, kinh hồng sư, giám bảo sư,
cùng thư họa sư ngược lại đều ở nội thành, còn thiên công sư công hội, thanh nguyên thành không có. Hình đường chủ giải thích. Như vậy đi, ta đi kinh hồng sư công hội khảo hạch trước. Trương Huyền gật đầu. Tuần thú sư công hội không ở trong thành, đã như vậy không bằng trước khảo hạch ở nội thành có, khảo hạch xong lại nói. Tốt, ta liền mang người đi. Hình đường chủ gật đầu. Không cần làm phiền đường chủ, chỉ cần ngươi nói cho ta biết vị trí cụ thể, ta tự mình đi là được. Trương Huyền cười cười. Khảo hạch chức nghiệp phụ tu mà thôi, không cần phải để chiến sư đường đường chủ đi cùng, thật muốn như vậy, quá mức kinh thế hãi tục, muốn điệu thấp cũng điệu thấp không nổi. Cũng được, bất quá phân bộ của kinh hồng sư công hội ở Thanh Nguyên đế quốc. Ngươi đi sẽ tương đối lúng túng. Hình đường chủ cười khổ. Lúng túng. Ân, Trương sư đã học chức nghiệp kinh hồng, nên biết, cái chức nghiệp này, lấy múa làm môi giới. Mà địa phương vũ đạo dễ dàng hòa nhập thực tế nhất, là Tái Xuân Lâu. Hình đường chủ nói. Tái Xuân Lâu. Trương Huyền nghi hoặc. Cái này là tên của kinh hồng sư phân bộ. Vâng, kỹ viện. Vẻ mặt hình đường chủ tràn đầy lúng túng. Kỹ viện. Khóe miệng của Trương Huyền co lại. Vâng, nhưng không phải loại giống như người nghĩ kia. Các nàng chỉ bán nghệ không bán thân, chỉ vì kinh hồng vũ. Dù vậy, mỗi ngày cũng hấp dẫn vô số nhân vật nổi tiếng tới, nhân khí rất phượng. Hình đường chủ nói. Có thể tu luyện kinh hồng vũ, không thể nghi ngờ phải là mỹ nữ trong mỹ nữ, dáng người thật tốt, coi như không bán thân, một làn điệu cũng có thể hấp dẫn vô số người mê muội. Chỉ là, đường đường chức nghiệp đặc thù, lại có thể mở kỹ viện. Khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Tổ sư khai phái của kinh hồng vũ, công tôn tiền bối, lúc tuổi còn trẻ bị diệt cả nhà, vì báo thù từng làm vũ cơ. Về sau đại thù được báo, ở dưới khổng sư chỉ điểm, sáng lập chức nghiệp này, bất quá. Thân phận vũ cơ vẫn truyền thừa xuống, rất nhiều kinh hồng sư phân hội, kỳ thật đều là kỹ viện. Hình đường chủ nói. Trương Huyền gật đầu. Sự tình công tôn tiền bối sáng chế kinh hồng vũ, hắn biết rõ. Bất quá, thư tịch hắn đọc là học viện sàng lọc tuyển chọn, vì danh tiếng danh sư, hẳn là tận lực giới thiệu vũ cơ rất giản lược. Nếu không, không nên không biết. Sau khi khổng sư biết rõ chuyện này, cũng không khinh thường, ngược lại nói, trên đời không có chức nghiệp thấp hèn, chỉ có sinh mệnh thấp hèn, coi như là vũ cơ, chỉ cần nghiêm khắc tuân thủ điểm mấu chốt của bản thân, cũng đáng giá tôn trọng. Nguyên nhân chính là như thế, cái chức nghiệp này mới thành chức nghiệp đặc thù, không có bị đào thải. Ân. Trương Huyền đáp một tiếng. Khổng sư nói cũng đúng. Chức nghiệp, là có tôn quý nhất, cho dù là bình thường nhất, cũng đáng được tôn kính, không nên bị miệt thị. Không hổ là khổng sư, quả nhiên kiến giải phi phàm. Ngươi nói Tái Xuân Lâu này ở địa phương nào? Trong lòng dứt bỏ thành kiến, Trương Huyền hỏi. Cách chiến sư đường không tính quá xa, đi ra ngoài rẽ trái, đại khái 5-6 dặm là có thể chứng kiến. Hình đường chủ nói. Tốt. Ta đi tới nhìn xem. Lại hỏi thăm vị trí cụ thể của hai công hội còn lại, Trương Huyền mới ôm quyền cáo từ. Rời chỗ ở của hình đường chủ, còn chưa đi ra chiến sư đường, liền thấy một nữ hài vội vã đuổi theo. Trương sư, người muốn đi ra ngoài sao? Mang ta đi được không? Chương 2139, Trương Huyền đi dạo kỹ viện hạ. 1. Nữ hài mặc quần áo màu lam nhạt, hoàn mỹ vòng quanh dáng người mỹ lệ, dây lưng lụa màu vàng nhạt treo ở bên hông. Làm vòng tròn phía trước cùng bờ mông phía sau cực kỳ đột xuất, từ xa nhìn lại, giống như yêu tinh tùy thời có thể nhảy qua, câu tâm phách người. Không phải người khác, đúng là yêu nghiệt hội hội trưởng. Hồ Yêu Yêu. Trương Huyền trở thành viện trưởng, yêu nghiệt hội liền giải tán, nàng danh chính ngôn thuận gia nhập huyền huyền hội, đã thành một trong các tu luyện giả cường đại nhất. Theo ta cùng một chỗ, cũng được. Thấy là nàng, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Hồ Yêu Yêu ở danh sư học viện chủ tu là kinh hồng vũ, càng là đệ tử thân truyền của vệ trưởng lão, nếu như muốn đi kinh hồng sư công hội, mang nàng theo cũng không có gì. Chúng ta cũng muốn đi. Đáp ứng đối phương, vừa định đi về phía trước, lại nghe vài tiếng hô vang lên, quay đầu nhìn lại, Ngọc Phi Nhi cùng Lạc Thất Thất chẳng biết lúc nào cũng theo tới. Thấy trong đôi mắt đẹp của hai người mang theo khát vọng, Trương Huyền lắc đầu, khuyên can nói. Các ngươi đừng đi, chỗ này không quá thích hợp. Không thích hợp, dựa vào cái gì Hồ Yêu Yêu có thể, chúng ta lại không thể. Ngọc Phi Nhi hơi dương tú mi. Nàng luôn nóng nảy, nếu như đối phương không mang theo ai thì thôi, dựa vào cái gì mang Hồ Yêu Yêu, lại không mang các nàng.
Chẳng lẽ Hồ Yêu Yêu có đặc thù gì? Tuy Lạc Thất Thất không hỏi, nhưng cũng mang theo nghi vấn đồng dạng. Ta muốn đi Tái Xuân Lâu, cũng chính là kỹ viện, tiểu thư khuê các đi không quá phù hợp. Trương Huyền giải thích, đi kỹ viện, mang Hồ Yêu Yêu đi kỹ viện. Liếc mắt nhìn nhau, Ngọc Phi Nhi cùng Lạc Thất Thất đồng thời xòe bàn tay ra, ngăn ở phía trước. Không được, tuyệt đối không được. Được rồi, đừng làm rộn, ta muốn đi làm chính sự. Trên mặt Trương Huyền không vui. Bình thường đối với hai người kia cũng xem như thoải mái, có vấn đề gì, một mực kiên nhẫn chỉ điểm, như thế nào lúc này đùa nghịch tính tình rồi hả? Thấy hắn tức giận, Ngọc Phi Nhi cắn môi. Trương sư, ngươi là danh sư, sao có thể đi loại địa phương đó? Nếu quả thật, muốn đi, ta có thể giúp ngươi. Giúp ta. Trương Huyền lắc đầu. Giúp ta, làm sao giúp đỡ? Ngươi có thể giúp ta lấy được huy chương kinh hồng sư, còn là huy chương thất tinh. Cái gì cũng không biết, liền mở miệng nói hỗ trợ, thật là khờ. Lắc đầu. Được rồi, năng lực của ngươi có hạn, không giúp ta được. Năng lực có hạn, ta chỗ nào có giới hạn rồi hả? Rõ ràng cũng rất lớn có được hay không? Ngọc Phi Nhi nghiến răng, ưỡn ngực lên một cái. Đối phương là nói thân hình của mình không bằng Hồ Yêu Yêu sao? Không phải là lớn hơn một chút sao? Bản thân cũng không kém có được hay không? Lại nói, năng lực có hạn, làm sao ngươi biết năng lực ta có hạn? Đang phiền muộn, chợt nghe thanh niên nói tiếp. Tái Xuân Lâu là phân bộ của Kinh Hồng Sư Công Hội, ta muốn đi tới khảo hạch Kinh Hồng Sư Thất Tinh, chuẩn bị xin huy chương danh Sư Thất Tinh. Hồ Yêu Yêu chủ tu chức nghiệp Kinh Hồng, đi tới có thể tham mưu, ngươi chủ tu là trận pháp, làm sao giúp đỡ? Trương Huyền tràn đầy im lặng. Kinh Hồng Sư chức nghiệp, người cũng không có tiếp xúc qua, nói hỗ trợ, thật sự là ngây thơ. Kinh Hồng Sư Công Hội, phân bộ, khảo hạch Kinh Hồng Sư Thất Tinh. Khóe miệng co lại, Ngọc Phi Nhi sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt thoáng cái xấu hổ đỏ bừng. Hiển nhiên, coi như nàng thân là công chúa, đối với chuyện này cũng không rõ ràng lắm. Còn tưởng rằng đối phương muốn làm gì, trực tiếp nghĩ sai. May mắn đối phương nghe không hiểu, nếu không thật sự không mặt mũi thấy người. Tại sao phân bộ của Kinh Hồng Sư sẽ ở kỹ viện? Nói chuyện là Hồ Yêu Yêu, tựa hồ nàng thân là Kinh Hồng Sư, cũng không rõ ràng lắm. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ giống như Ngọc Phi Nhi, thực cho rằng Trương Sư mang nàng đi chỗ kia là, vẫn còn xoắn suýt, nếu quả thật đưa ra một ít yêu cầu vô lý, có nên cự tuyệt hay không? Không nghĩ đến kỹ viện này, lại là phân bộ của Kinh Hồng Sư. Chức nghiệp Kinh Hồng Sư này, xuất thân từ vũ cơ, chỉ có thường xuyên biểu diễn cho người bất đồng, mới có thể tiến bộ nhanh hơn, phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Vì vậy, ngoại trừ Kinh Hồng Sư của danh sư học viện chúng ta, phân bộ khác, cơ bản đều là kỹ viện. Như hiểu được, Lạc Thất Thất le lưỡi một cái, có chút lúng túng, vội vàng giải thích nói. Không có nghĩ đến nữ hài này lại có thể biết được, Trương Huyền sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Nghe rõ là chuyện gì, trên mặt Ngọc Phi Nhi càng thêm khô nóng, bất quá vẫn ngẩng đầu nhìn tới, vẻ mặt kiên định. Ta vẫn muốn đi xem. Ta cũng muốn đi. Lạc Thất Thất cũng nói. Được rồi. Thấy khuyên can không được, Trương Huyền chẳng muốn tiếp tục nhiều lời. Dù sao chỉ là đi khảo hạch đẳng cấp, lại không phải đi làm gì, mang theo cũng không quan trọng. Bốn người ra chiến sư đường, một đường đi về phía trước, sau khi đi khoảng 5-6 dặm, quả nhiên thấy một kiến trúc thật lớn xuất hiện ở trước mắt. Còn chưa tới, liền thấy tiếng người huyên náo, không ít người ra ra vào vào, cực kỳ náo nhiệt. Tới nơi này, hầu như đều là nam tử trẻ tuổi, hơn nữa nhìn quần áo đều cực kỳ xa xỉ. Thật đẹp, thật sự là quá đẹp. Đúng vậy, nếu có thể cùng tiên nữ này ở một đêm, cho dù chết cũng đáng. Chết một lần, chết 10 lần cũng đáng. Không nên nói nhiều, động tác nhanh chút đi, kinh hồng vũ của Tử Yên tiên tử sắp bắt đầu. Chung quanh đều nghị luận, từng thanh niên đi vào trong đó đều hưng phấn đến ánh mắt tỏa sáng. Xem ra chức nghiệp kinh hồng ở Thanh Nguyên đế quốc rất được hoan nghênh. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Công hội khác cũng đi qua không ít, nhưng mà náo nhiệt như thế, thật sự hiếm thấy. Được hoan nghênh sợ không phải chức nghiệp A. Chương 2140, Trương Huyền đi dạo kỹ viện hạ. 2. Ngọc Phi Nhi hừ một tiếng. Đi thôi. Trương Huyền cười cười, cũng không nhiều lời, nhấc chân đi vào trong. Những người này, ngấp nghé mỹ mạo của Kinh Hồng Sư, đúng là một cái nhân tố, nhưng hơn nữa là, chức nghiệp Kinh Hồng ảnh hưởng cùng trợ giúp với linh hồn. Nếu như không có cái này,
tất cả mọi người là tu luyện giả, còn không đến mức vì một ít nữ tử mà động tâm, khó có thể tự kiềm chế. Vị huynh đệ kia, ngươi, đây là vào Tái Xuân Lâu. Còn chưa tới trước mặt, một thanh niên kinh ngạc nhìn qua, biểu lộ như là gặp quỷ. Làm sao vậy? Trương Huyền nói. Là một thanh niên thoạt nhìn hơn 30 tuổi, thực lực còn mạnh hơn mình một tia, đạt đến thánh vực tam trọng sơ kỳ. Bằng chừng ấy tuổi thì có loại thực lực này, xem xét liền biết ra thế bất phàm. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Liếc nhìn đám người Hồ Yêu Yêu, thanh niên vội vàng lắc đầu. Bên người đã có ba mỹ nữ sắc nước hương trời, rõ ràng còn tới kỹ viện. Lá gan thật lớn. Mấu chốt nhất là, ba người này lại có thể đồng ý. Nhìn ra ý nghĩ của hắn, Trương Huyền chẳng muốn giải thích, tiếp tục mang theo ba nữ đi tới trước cửa. Một gã sai vặt ngăn ở cửa vào. Có hẹn trước không? Trương Huyền lắc đầu. Ta tới nơi này, có việc muốn làm, không phải. Tới nơi này đều nói có việc, không có hẹn trước xin mời trở về đi. Hiện tại đã đầy khách, coi như đi vào, cũng không thấy được Tử Yên tiên tử. Khuôn mặt của gã sai vặt không kiên nhẫn. Tựa hồ căn bản không quan tâm đối diện là người nào, lại có loại thực lực nào. Xem ra, loại tình cảnh này hẳn rất nhiều, cũng biết không ai dám quấy rối ở bên ngoài Kinh Hồng Sư Công Hội. Chúng ta tới không phải xem. Có chút không vui, Trương Huyền đang muốn giải thích, liền thấy thanh niên vừa rồi cùng hắn nói chuyện đã đi tới trước mặt, nhướng mày. Được rồi, vị này là bằng hữu của ta, như thế nào, bằng hữu của ta muốn đi vào, cũng cần sớm hẹn trước. Nguyên lai là bằng hữu của Sở công tử, tại hạ không dám. Gã sai vặt vội vàng cúi đầu, vẻ mặt cung kính. Không dám là tốt. Nhẹ gật đầu, Sở công tử quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Vị bằng hữu kia, ta đã sớm đặt phòng, cùng đi đi. Cái này, Trương Huyền nhíu mày. Không có hẹn trước, là không thể nào đi vào, ngay cả đi vào cũng không được, còn có thể làm cái gì? Sở công tử cười nói. Cũng phải. Thấy người đi vào Tái Xuân Lâu nối liền không dứt, không có hẹn trước, thật sự có khả năng không vào được, đơn giản là không cách nào đi vào, náo một trận mà nói, sẽ rất mất mặt. Được không bù mất. Rõ những thứ này, Trương Huyền đành phải gật đầu. Đa tạ. Không cần khách khí, nhìn huynh đệ mang theo mỹ nữ mà đến, xem xét liền biết là người trong nghề, trợ giúp lẫn nhau, hẳn là. Ánh mắt Sở công tử chớp chớp, một bộ ta hiểu. Ta. Thấy biểu lộ của hắn. Trương Huyền biết chắc đã hiểu lầm, muốn giải thích, chỉ thấy đối phương vẻ mặt ngạo nghễ. Yên tâm đi, vợ của bạn không thể ức hiếp, là bằng hữu, nữ nhân của ngươi ta tự nhiên sẽ tôn trọng, yên tâm đi. Trương Huyền nâng trán. Náo đến mức nào a? Được rồi, còn không bằng không giải thích, nếu không càng thêm phiền toái. Đi theo sau lưng Sở công tử, không lâu sau, đi vào một gian phòng ở lầu 2. Gian phòng vô cùng sạch sẽ. Có thể nhìn hết toàn bộ Tái Xuân Lâu, càng quan trọng là bên trong còn có mấy gian phòng, cực kỳ rộng rãi, xem xét liền biết, bao xuống cái này giá trị xa xỉ. Thiếu gia, mới vừa vào trong, liền chứng kiến mấy nữ tử tiến lên đón, từng cái dung mạo bất phàm. Tuy kém đám người Hồ Yêu Yêu một đoạn, nhưng cũng là mỹ nữ trong trăm có một. Ân, Sở công tử gật đầu, nhìn về phía Trương Huyền. Những người này đều là bằng hữu của ta, trước khi đến. Liền bảo các nàng tới đây chờ trước, xem xong Kinh Hồng Vũ, hồn cũng đi ra, không tiết chút hỏa, ta sợ chịu không nổi. Tiết hỏa. Đúng vậy, Tái Xuân Lâu Kinh Hồng Sư, bán nghệ không bán thân, nhưng kỹ thuật nhảy, eo nhỏ, tư thái, mùi vị. Chỉ cần nhìn một cái, câu người ngay cả mạng cũng không còn, chỉ nhìn không có biện pháp ăn, ai có thể chịu được. Sở công tử lắc đầu. Huynh đệ mang mỹ nữ tới, xem xét cũng biết là người trong đồng đạo. Khục khục, ta tới nơi này, không phải vì chuyện đó. Nghe ra hỏa này càng nói càng vô nghĩa, Trương Huyền nhìn không được. Ta là muốn tìm Kinh Hồng Sư. Tất cả mọi người là nam nhân, ta hiểu, ai tới nơi đây không phải vì tìm Kinh Hồng Sư. Đúng rồi, còn không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Tại hạ Sở Tường. Nở nụ cười thoáng cái, Sở công tử tự giới thiệu. Nguyên lai là Sở Tường công tử, tại hạ Trương Huyền. Trương Huyền gật đầu. Lần trước dùng tên giả ăn thiệt thòi, lần này chẳng muốn tiếp tục, trực tiếp nói tên thật. Dù sao mục đích tới nơi này cũng không phải vì nhìn tiên nữ, mà là khảo hạch Kinh Hồng Sư. Nguyên lai là Trương công tử, ngưỡng mộ đã lâu
cười cười, tuy ngoài miệng Sở Tường nói ngưỡng mộ đã lâu, nhìn căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Cũng khó trách, ở Hồng Viễn Đế Quốc, Trương Huyền như sấm bên tai, người người đều biết, nhưng ở Thanh Nguyên Đế Quốc, nghe qua lại thành chuyện lạ. Chương 2141, ta nguyện vì ngươi mà múa. 1. Khách khí. Thấy đối phương không biết mình, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Không biết tốt nhất, nếu không đường đường danh sư, khách quý của chiến sư đường, chạy đến kỹ viện. Thật sự có nhục nhã nhặn. Nói thật, hôm nay Trương Huynh thật sự là tới đúng rồi, không chỉ Tử Diên tiên tử muốn làm kinh hồng vũ, Tử Yên tiên tử cũng muốn biểu diễn kỹ thuật nhảy mới học, tuyệt đối có thể khiến người mở rộng tầm mắt. Tùy tiện hàn huyên vài câu, Sở Tường tràn đầy hưng phấn nói. Tử Diên, Tử Yên. Trương Huyền nhìn qua. Ngươi sẽ không ngay cả hai vị này cũng không nghe qua chứ. Thấy biểu lộ của hắn, Sở Tường sửng sốt. Trương Huyền lắc đầu. Ngay cả các nàng cũng không nghe qua, Trương Huynh, ngươi thật sự là. Sở Tường nhìn không được lắc đầu. Thấy mang theo mỹ nữ tới dạo kỹ viện, còn tưởng rằng là người trong đồng đạo, không nghĩ tới, ngay cả hai người này cũng không nghe qua. Các nàng rất nổi danh sao? Đâu chỉ nổi danh, toàn bộ Thanh Nguyên Đế Quốc, không biết chỉ sợ không nhiều lắm a. Nhất là Tử Yên tiên tử, kinh hồng sư thất tinh, một vũ khúc vạn người trầm mê, không biết bao nhiêu người táng ra bại sản cũng nguyện ý làm quỷ dưới váy nàng. Đáng tiếc, nàng một tháng mới múa một lần, vì chờ hôm nay, một tháng trước ta liền bao phòng. Thấy hắn hoàn toàn không biết gì cả, Sở Tường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trước một tháng, Trương Huyền im lặng. Vì nhìn kinh hồng vũ, lại có thể hạ vốn gốc lớn như vậy, thật độc ác. Mau nhìn, các nàng sắp ra sân. Sở Tường còn muốn nói gì, chợt nghe trong đại sảnh, nhạc khí vang kêu, sau đó một bóng người chậm rãi bay ra. Là một nữ tử khoảng 20 tuổi, mặc áo tím, bàn chân trần, lăng ba hư độ, tựa như tiên tử. Dung mạo so sánh với đám người Hồ Yêu Yêu thì hơi kém hơn vài phần, bất quá khí tức trên người tựa như cửu thiên tiên nữ, tùy thời tung bay mà đi, làm cho người ta cảm giác giống như thực giống như huyễn, không cách nào cân nhắc. Nhất là y phục trên người, hoa lệ kinh diễm, dáng người lại hoàn mỹ, y phục không có cách nào che lấp, phụ trợ cả người xinh đẹp không gì sánh được. Khó trách Sở Tường công tử này kích động như thế, nếu không phải tâm cảnh của Trương Huyền đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường, chỉ sợ cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần, đồng thời tán thưởng. Biểu lộ thật tốt, da thịt đối phương trắng nõn, nhiều một phần đẹp đẽ, thiếu một tia bình thản, không thể không nói, chỉ xuất hiện liền kinh diễm toàn trường, hấp dẫn vô số ánh mắt. Đây là Tử Yên tiên tử. Trương Huyền hỏi. Đương nhiên không phải, này là Tử Diên tiên tử, sư muội của Tử Yên tiên tử. Sở Tường thuận miệng giới thiệu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía dưới, đầu cũng không quay về, như bị định thân. Thấy bộ dạng của hắn giống như chưa thấy qua nữ nhân, Trương Huyền cười khổ lắc đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bốn phía, lầu trên lầu dưới, vô số quần chúng đều như nhau, mất hồn mất vía, dường như trong nháy mắt nữ tử này đi ra, hồn phách đã bị câu đi. Kinh hồng khẽ múa thiên hạ biết, cái chức nghiệp này, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Thấy bộ dạng của mọi người như vậy, Trương Huyền nhịn không được cảm khái. Bản thân hắn có thể so với kinh hồng sư thất tinh. Hơn nữa tâm cảnh cực kỳ cường đại, vũ khúc của đối phương, đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào, nhưng người khác lại bất đồng, hồn phách rất dễ dàng bị trùng kích, không cách nào tự kiềm chế. Vị Tử Diên tiên tử này, dù chỉ là kinh hồng sư lục tinh đỉnh phong, nhưng lực công kích của kinh hồng vũ, còn cường đại hơn Vệ Nhiễm Tuyết không ít. Danh sư học viện, kinh hồng học viện viện trưởng Vệ Nhiễm Tuyết, cũng chính là lão sư của Hồ Yêu Yêu, cũng là lục tinh đỉnh phong, dung mạo không kém Tử Diên tiên tử. Nhưng muốn nói lực hấp dẫn của kinh hồng vũ đối với người xung quanh, lại xa xa không bằng. Vị trước mắt này, nhất cử nhất động, đều có thể khiến linh hồn người ta thất thủ, không tự chủ được lâm vào trong đó, hiển nhiên lý giải với vũ kỹ đạt đến tình trạng quỷ thần khó lường, nghe rợn cả người. Vệ Nhiễm Tuyết, thân là danh sư, càng là một trong học viện thập đại trưởng lão, địa vị tôn sùng, thời điểm thi triển vũ kỹ, phù hợp tiêu chuẩn, thiếu đi một tia phong trần. Không còn loại mùi vị này. Uy lực lập tức đại giảm. Liếc liền nhìn ra chỗ mấu chốt của Vệ Nhiễm Tuyết. Không trải qua phong trần, trong lòng không bỏ, trong vũ khúc cũng thiếu đi một tia ý vị. Loại ý vị này, ở thời điểm chiến đấu, uy lực là rất lớn. Khó trách kinh hồng sư công hội thiết lập ở kỹ viện, quả nhiên có trợ giúp thật lớn cho chức nghiệp. Có thể nói, Vệ Nhiễm Tuyết ở đồng cấp, đối chiến với Tử Diên tiên tử, bại nhất định là người trước.
dâm ào ào. Đang trầm tư, nữ tử trên đài cao dịu dàng chuyển một cái, kỹ thuật nhảy uyển chuyển hiện ra. Như sơn tuyền đánh nham thạch, làm cho người ta cảm giác yên tĩnh tường hòa, như trong nháy mắt tiến vào ý cảnh đặc thù, vô luận linh hồn hay nhục thân đều được buông lỏng thật lớn. Thường xuyên quan sát, có trợ giúp linh hồn rất lớn. Xem một lát, Trương Huyền gật đầu. Dù kỹ thuật nhảy của đối phương, ở trong mắt hắn trăm ngàn sơ hở, thiếu sót đến không đành lòng nhìn, nhưng thường xuyên quan sát mà nói, như trước có thể buông lỏng tinh thần, khiến người ta đắm chìm trong đó, hồn phách được bồi dưỡng. Giống như hắn đoán, những người tu luyện này không riêng gì vì sắc đẹp mới đến, càng nhiều nữa là hưởng thụ cảm giác linh hồn tăng trưởng. Trong lòng cảm khái, quay đầu nhìn về phía sở tường ở cách đó không xa, liền thấy ánh mắt hắn tỏa sáng, nước miếng chảy đầy người. Ách! Lông mi nhảy dựng, nhìn mọi người bốn phía. Thấy bọn họ cũng bị kỹ thuật nhảy hấp dẫn, từng cái nước miếng chảy ròng, biểu lộ dâm đáng cùng hèn mọn bị ổi không nói ra được. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, nếu không phải thực lực chưa đủ, không dám nháo sự, chỉ sợ sớm đã tiến lên, lột sạch dáng người xinh đẹp kia ra rồi. Xem ra, ta nghĩ nhiều. Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền cười khổ. Vù vù. Rất nhanh, một khúc kinh hồng kết thúc, Tử Diên tiên tử dịu dàng cúi đầu. Chư vị, hôm nay tiên tử còn có một ký hội vì quân độc vũ, không biết vị nào muốn, hiện tại có thể ra giá mua. Giá quy định 50 linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 viên. Một phu nhân trung niên đi ra, nhìn quanh một vòng nói. Chương 2142, ta nguyện vì ngươi mà múa. 2. Vì quân độc vũ. Trương Huyền không hiểu. Lúc này sở tường khôi phục lại, vội vàng lau sạch nước miếng ở khóe miệng. Chính là vì ngươi một mình khiêu vũ, có thể khoảng cách gần quan sát, hơn nữa cùng tiên tử chung một phòng. Chỉ là điều kiện này đã có thể khiến người ta điên cuồng. Nguyên nhân chính là như thế, cơ hội này đều là đấu giá, muốn mua được giá cả xa xỉ. Trương Huyền giật mình. Kinh hồng sư toàn lực thi triển kỹ thuật nhảy, đối với linh hồn có trợ giúp rất lớn, một ngày chỉ có thể nhảy một hai khúc, điểm ấy không gì đáng trách, chỉ là không nghĩ tới, thứ này còn có thể đấu giá. Một vũ khúc, giá quy định 50 linh thạch thượng phẩm. Quả thực đáng sợ. Coi như là danh sư lục tinh đỉnh phong, tiết học đơn độc cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Ta ra 60. 70. 70 cũng có ý tứ mở miệng. Ta ra 100. Dưới đài huyên náo, không lâu sau, giá cả liền vượt qua 100, cuối cùng tới 150 linh thạch thượng phẩm, bị một công tử đoạt được. Chứng kiến lại có giá cả cao như vậy, Trương Huyền không thể tin được. Thời điểm ở Hồng Viễn Đế Quốc, hắn liền mạng già cũng rất khó kiếm được 150 viên linh thạch thượng phẩm, người ta múa một bài liền làm đến. Mình có nên cân nhắc một chút, đổi nghề thử xem hay không? Bằng vào lý giải của hắn đối với chức nghiệp kinh hồng, tùy tiện nhảy vài vòng, hẳn càng thêm đáng giá a. Sao ngươi không ra giá? Cảm khái xong, quay đầu nhìn về phía sở tường. Gia hỏa này đi vào chính là vì nhìn kinh hồng vũ, có thể bao xuống gian phòng, liền thấy được là một người không thiếu tiền, theo lý nên đấu giá ký hội vì quân độc vũ, vì sao không ra tay? Ta tự nhiên là lưu lại thực lực, mua sắm ký hội của Tử Yên tiên tử. Sở tường ngạo nghễ nói. Tử Yên tiên tử. Ân, mau nhìn, nàng đi ra. Hai mắt sở tường tỏa sáng. Trương Huyền quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy phía dưới huyên náo, lại một nữ tử lăng không bay đến. Cô gái này rõ ràng càng xinh đẹp hơn Tử Diên, dáng người rất tốt, so sánh với Hồ Yêu Yêu, lại không kém chút nào. Mấu chốt nhất là, trên người mang theo một cỗ khí tức phong trần nồng đậm, giống như tùy thời có thể cùng người hòa vào bể tình. Kinh hồng sư thất tinh đỉnh phong, khó trách. Vị trước mắt này không ngờ đạt đến kinh hồng sư thất tinh đỉnh phong, khó trách có thể khiến nhiều người mê muội như vậy. Vù vù. Trong lòng trầm tư, nữ tử dưới đài nhảy lên, kỹ thuật nhảy uyển chuyển, câu tâm phách người. Quay đầu nhìn lại, liền thấy sở tường nước miếng chảy càng nhiều. Lắc đầu, Trương Huyền tĩnh tâm đi xem. Không thể không nói, vị Tử Yên tiên tử này lý giải kinh hồng vũ, hoàn toàn chính xác đạt đến tình trạng nghe rợn cả người, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều phù hợp tự nhiên, làm cho lòng người cam tâm tình nguyện theo vũ điệu nhảy lên. Chỉ cần nàng nguyện ý, một khúc vũ đạo, có thể làm tất cả người ở đây tự sát. Trương Huyền cảm khái. Trái tim theo kỹ thuật nhảy của đối phương nhảy lên, tương đương tính mạng của tất cả mọi người đều bị khống chế, từng chức nghiệp đạt tới đỉnh phong, quả nhiên đều không thể coi thường. Vù vù.
Một khúc kết thúc, lần nữa bắt đầu đấu giá vì quân độc vũ. Tử Yên tiên tử vì quân độc vũ, giá quy định 500 linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá, không thể thiếu tại 100, chư vị, mời bắt đầu đi. Phu nhân trung niên lên tiếng lần nữa. Ta ra 600, 800, 1000. Tử Yên tiên tử vì quân độc vũ, quả nhiên nóng nảy hơn Tử Diên nhiều, giá cả nháy mắt đã đột phá 1000 linh thạch thượng phẩm. 1000 linh thạch, chỉ vì nhìn một bài múa. Lắc đầu cười khổ, nếu không tận mắt nhìn thấy, Trương Huyền cũng cảm thấy có phải điên rồi hay không. Đang cảm khái, chợt nghe Sở Tường ở bên người nói. Ta ra, một viên tinh nguyên thượng phẩm. Một viên tinh nguyên thượng phẩm. Trương Huyền sững sờ, ánh mắt trợn tròn. Tinh nguyên thượng phẩm, toàn bộ chiến sư đường cũng chỉ có 10 viên. Sở Tường chỉ vì nhìn người khiêu vũ, liền lấy ra một viên. Quá xa xỉ a. Có thể nhìn Tử Yên tiên tử vì ta múa, tiêu phí lớn hơn nữa cũng đáng. Nhìn ra kinh ngạc của hắn, Sở Tường nói. Lớn hơn nữa cũng đáng. Khóe miệng co quắp, Trương Huyền nhớ tới một sự kiện, ánh mắt sáng lên, đứng dậy, vẻ mặt tự tin. Không bằng như vậy đi, ngươi đừng xem nàng múa, cho ta linh thạch. Ta nguyện vì ngươi múa một bài. Sở Tường. Chương 2143, sư tỷ của Vệ Nhiễm Tuyết 1. Sở Tường thiếu chút nữa té ngã trên đất. Ta muốn xem Tử Yên tiên tử múa, là muốn cùng nàng chung một chỗ. Ngươi một nam nhân, nhìn làm gì a? Khẩu vị của ta mới không có nặng như vậy. Trương sư, tỉnh táo một chút. Hồ Yêu Yêu nhìn không được, vội vàng kéo hắn. Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi cũng che chán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sớm biết vị trương sư này tình thương rất thấp, thế nhưng không nghĩ tới thấp đến loại tình trạng này. Vừa rồi vị Sở Tường công tử kia nước miếng chảy thành như vậy, là biểu hiện nhìn kinh hồng vũ nên có sao. Ngươi nhảy cho hắn xem. Không trả tiền cũng không xem, còn muốn người ta dùng một viên tinh nguyên thượng phẩm. Thật sự là suy nghĩ nhiều. Trương Huyền công tử, cái này, ngươi muốn nhảy, thì cùng mấy vị mỹ nữ này nhảy đi, ta. Không có hứng thú lắm. Nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, lúc này Sở Tường mới mở miệng. Đáng tiếc, ngươi đã mất đi một cơ hội thật tốt. Trương Huyền lắc đầu. Sở dĩ nói những lời kia, cũng không phải nhất thời say nắng, mà là vừa rồi vận chuyển minh lý chi nhãn, lặng lẽ quan sát. Sở Tường công tử này, thoạt nhìn quần áo lụa là không chịu nổi, nhưng có thể tiện tay lấy ra một viên tinh nguyên thượng phẩm, tuổi còn trẻ thì đến được thánh vực tam trọng, làm sao có thể là hạng người vô năng. Nguyện ý trả giá như thế, đi xem đối phương múa, nghe không thể tưởng tượng, trên thực tế lại là vì tu bổ thiếu sót trên linh hồn, để thực lực càng tiến một bước. Nếu như không thể chữa trị, về sau trùng kích nguyên thần cảnh, hầu như không có bất kỳ khả năng. Đúng là nhìn ra điểm ấy, hắn mới nói muốn múa cho đối phương. Dù Tử Yên tiên tử kia là kinh hồng sư thất tinh, nhưng ở trên chữa trị linh hồn, so với hắn còn kém rất nhiều. Chỉ cần Sở Tường đáp ứng, tự mình ra tay, tuyệt đối có hiệu quả thật lớn, đáng tiếc. Đối phương không có quý trọng. Cơ hội, được rồi. Sở Tường vội vàng lắc đầu. Hai người bọn họ nói chuyện phiếm, đấu giá phía dưới cũng xác định. Một viên tinh nguyên thượng phẩm, đã vượt qua 1000 viên linh thạch thượng phẩm, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, cái danh ngạch này, cuối cùng bị Sở Tường đạt được. Đấu giá kết thúc không lâu, cửa phòng từ từ mở ra, Tử Yên tiên tử vừa rồi ở dưới đài đi vào. Lúc này nàng lại thay một bộ y phục, không bại lộ giống như lúc trước, trái lại còn rất vừa vặn thân thể, từ xa nhìn lại. Như tiểu thư khuê các, mùi vị phong trần biến mất vô tung vô ảnh. Đi vào trước mặt, mới phát hiện nữ tử này không chỉ người rất xinh đẹp, làn da cũng vô cùng mịn màng, từ trong cơ thể sinh ra khí chất, càng làm cho người nhìn lên một cái, ánh mắt liền không muốn dịch khỏi. Tử Yên gặp qua Sở Tường công tử. Nhẹ nhàng cười cười, Tử Yên nói. Tiên tử hữu lễ. Sở Tường vội vàng đứng dậy, giới thiệu một câu. Vị này là bằng hữu của ta, Trương Huyền Trương công tử. Gặp qua Trương công tử. Tử Yên gật đầu. Trương Huyền cũng gật đầu, nhìn lại. Nếu tiên tử là kinh hồng sư ở nơi đây, ta muốn hỏi một chút, kinh hồng sư lục tinh đỉnh phong, muốn khảo hạch thất tinh, nên đi tìm ai? Lại ở đâu không? Vừa đến liền nhiều người như vậy, trận chiến lớn như vậy, cũng không có cơ hội tìm người hỏi, hiện tại vị này đi tới trước mặt, tự nhiên phải hỏi thăm. Khảo hạch kinh hồng sư thất tinh. Nhìn thoáng qua, ánh mắt của Tử Yên tiên tử rơi vào trên người Hồ Yêu Yêu cách đó không xa. Là vị muội muội này muốn khảo hạch sao?
Là ta. Trương Huyền lắc đầu. Ngươi. Tử Yên tiên tử sững sờ. Kinh Hồng sư hầu như đều là nữ tử học, một nam tử tới đây khảo hạch, còn chưa bao giờ thấy qua. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Hồ Yêu Yêu trải qua chỉ điểm của mình, mặc dù ở trên chức nghiệp Kinh Hồng sư cũng đạt tới lục tinh, nhưng muốn đột phá còn có khoảng cách nhất định. Nói xong, cổ tay của Trương Huyền khẽ đảo, lấy ra một huy chương lục tinh. Đúng là lúc trước Vệ Nhiễm Tuyết giúp hắn xin. Quả nhiên là Kinh Hồng sư lục tinh, ta liền mang ngươi đi tới. Sở Tường công tử, thật sự ngại ngùng, ngươi có thể chờ một lát, ta xử lý xong chuyện này, sẽ tới khiêu vũ. Nhìn thoáng qua, xác định không phải giả dối, lúc này vẻ mặt của Tử Yên tiên tử mới áy náy nhìn qua. Không sao. Sở Tường vội vàng gật đầu nói. Dù sao ta cũng không có việc gì, nếu không, ta đi cùng các ngươi được không? Vị Trương Huyền này, không ngờ là Kinh Hồng sư, làm hắn hết sức ngạc nhiên. Một nam nhân khiêu vũ, thiên kiều bá mị, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Cái này, Tử Yên tiên tử nhìn về phía Trương Huyền. Khảo hạch là việc riêng tư, hơn nữa cần yên tĩnh tuyệt đối, nàng muốn nghe ý kiến người trong cuộc. Đương nhiên có thể. Trương Huyền gật đầu. Trong mắt hắn, Kinh Hồng là một chức nghiệp, coi như là biểu diễn trước mặt mọi người, cũng không coi vào đâu. Trương công tử, mời qua bên này. Biết rõ vị trước mắt này là tới khảo hạch thất tinh, thái độ của Tử Yên tiên tử trở nên hiền lành hơn rất nhiều, đi đầu dẫn đường. Ra đại sảnh, rất nhanh đi vào một đại điện rộng lớn. Tử Yên, sao ngươi mang người đến nơi này? Một phu nhân trung niên ra đón, nhướng mày hỏi. Lão sư, vị Trương công tử này, là Kinh Hồng sư lục tinh, định khảo hạch thất tinh. Nói xong đưa lệnh bài trong tay tới. Trương công tử. Cúi đầu nhìn thoáng qua, phu nhân trung niên ngạc nhiên. Chương 2144, sư tỷ của Vệ Nhiễm Tuyết 2. Ngươi chính là Trương Huyền, Trương sư từ Hồng Viễn Đế quốc tới. Ách, Trương Huyền có chút nghi hoặc. Ngươi nhận thức ta? Tại hạ Vệ Nhiễm Cầm, là hội trưởng của phân bộ Kinh Hồng sư, cũng là đồng môn sư tỷ của Vệ Nhiễm Tuyết. Phu nhân trung niên cười nói. Lúc trước, nàng chuyên môn đưa tin cho ta nói qua ngươi, tuổi còn trẻ. Liền lĩnh ngộ cảnh giới phản pháp quy chân, thiên phú nghe rợn cả người. Nguyên lai là vệ hội trưởng. Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Tuy Vệ Nhiễm Tuyết chưa nói qua người này, nhưng đối phương nói như thế, hơn nữa nói ra lai lịch của mình, hẳn là không có vấn đề. Không cần khách khí, Nhiễm Tuyết sư muội, chế ngự bởi thân phận danh sư, kỹ thuật nhảy có chút theo khuôn sáo, bởi vậy một mực ở lục tinh đỉnh phong không cách nào đột phá, đã nhận được chỉ điểm của ngươi, lúc này mới càng tiến một bước. Đạt tới thất tinh. Vệ Nhiễm Cầm hội trưởng cười nói. Vệ Nhiễm Tuyết, sau khi tiếp nhận Trương Huyền chỉ điểm, ở trên lý giải chức nghiệp Kinh Hồng dĩ nhiên là đột phá. Nàng chuyên đưa tin tới, nói ít ngày nữa ngươi sẽ đi tới nơi này, nếu ta gặp phải mà nói, thì cảm tạ một phen, nếu như muốn khảo hạch thất tinh, ta sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Vệ Nhiễm Cầm hội trưởng gật đầu. Làm phiền hội trưởng rồi. Trương Huyền ôm quyền. Không tính làm phiền. Công hội nhiều ra thiên tài, đối với chúng ta mà nói, cũng là chuyện may mắn. Vệ Nhiễm Cầm cười cười, quay đầu bàn giao. Tử Yên, người ở nơi này bồi Trương sư một chút, ta đi chuẩn bị, rất nhanh sẽ trở lại. Vâng. Vệ Nhiễm Cầm rời đi, Tử Yên tiên tử cùng Sở Tường lập tức quay đầu nhìn lại, tất cả đều tràn đầy ngạc nhiên. Vệ hội trưởng luôn du rú trong nhà, không màng danh lợi, đối với mọi người đều vui buồn không hiện, coi như là Tử Yên tiên tử. Cũng là lần đầu tiên thấy lão sư hưng phấn như thế. Trương Huyền huynh đệ, người thật là, Kinh Hồng sư. Sở Tường như trước có chút không dám tin tưởng. Đúng. Trương Huyền gật đầu. Ai nha, sao ta đần như vậy? Thấy hắn thừa nhận, Sở Tường vỗ trán. Làm sao vậy? Trương Huyền kỳ quái. Học tập chức nghiệp Kinh Hồng sư, có thể có cơ hội tiếp xúc Kinh Hồng sư, về sau muốn nhìn bao nhiêu Kinh Hồng vũ cũng không cần tiêu tiền, quan trọng nhất là. Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, nhìn Trương huynh ngươi, tới nơi này cũng có ba vị mỹ nữ tuyệt sắc làm bạn, quả thực chính là nhân sinh đắc ý a. Sở Tường hối hận. Sao lúc đầu ta lại choáng váng, không đi học tập, nếu không cuộc sống bây giờ, khẳng định đã hoàn toàn bất đồng. Trương Huyền. Chẳng muốn để ý tới gia hỏa dở hơi này, Trương Huyền nhìn về phía Tử Yên tiên tử. Ta muốn hỏi thăm thoáng cái, khảo hạch Kinh Hồng sư thất tinh như thế nào? Ngươi không biết. Tử Yên tiên tử sững sờ. Không biết liền dám tới đây khảo hạch,
lá gan thật lớn. Không biết. Trương Huyền lắc đầu. Tinh hồng sư thất tinh, kỳ thật không khác khảo hạch lục tinh quá lớn, nếu như ngươi khảo hạch qua lục tinh, liền không cần lo lắng. Tử Yên tiên tử gật đầu. Khục khục, ta có thể hỏi thoáng cái, khảo hạch lục tinh như thế nào không? Trương Huyền vò đầu. Hắn được huy chương lục tinh, là vệ nhiễm tuyết hỗ trợ xin, cũng không có tham gia khảo hạch. Đối với khảo hạch như thế nào, làm sao coi như thông qua, đồng dạng không rõ ràng lắm. Trên mặt Tử Yên tiên tử có chút không vui. Không hiểu khảo hạch thất tinh liền thôi, người đã là kinh hồng sư lục tinh, lại ngay cả khảo hạch lục tinh cũng không biết, ngươi là cố ý tới đùa nghịch ta sao? Ta trở thành kinh hồng sư lục tinh, cũng không phải tham gia khảo hạch, mà là vệ viện trưởng trực tiếp hỗ trợ xin, vì vậy, không rõ ràng quá trình khảo hạch. Thấy nàng hiểu lầm, Trương Huyền nói. Trực tiếp hỗ trợ xin, điều này sao có thể? Ngươi không thi triển kinh hồng vũ, người khác cũng không biết, ngươi lý giải chức nghiệp này bao sâu, làm sao có thể trực tiếp ban cho huy chương? Quả thực hoang đường. Tử Yên tiên tử hất ống tay áo. Khoác lác cũng nên có hạn độ A. Tuy chức nghiệp kinh hồng sư không giống chức nghiệp thượng cửu lưu, khảo hạch xâm nghiêm như vậy, nhưng cũng là chức nghiệp đặc thù, mỗi một lần khảo hạch, đều cần ít nhất đồng cấp, mấy vị trưởng lão cùng một chỗ xét duyệt, sau khi xác định mới có thể ban bố huy chương đẳng cấp. Khảo hạch cũng không khảo hạch, trực tiếp ban cho. Nói đùa gì vậy? Dù sao từ khi nàng bắt đầu tu luyện kinh hồng sư đến bây giờ, được người xưng là thiên tài hiếm có, cũng không gặp qua chuyện nghịch thiên như thế. Cái này, không nghĩ tới mình nói thật, đối phương lại không tin. Trương Huyền không biết giải thích như thế nào, đành phải nói. Như vậy đi, công hội tàng thư khố của các ngươi ở địa phương nào, có thể dẫn ta đi tới nhìn xem không? Đối phương không nói cũng không sao, chỉ cần có sách, tìm kiếm thoáng cái, có lẽ có thể tìm được đáp án. Lại nói, hiện tại hắn chỉ là có thể so với thất tinh, chỉ có xem thư tịch thất tinh, ngưng tụ thành thiên đạo công pháp, mới được cho kinh hồng sư thất tinh chính thức. Lão sư một lát sẽ tới, trước ở chỗ này chờ đi. Khoát tay áo, Tử Yên tiên tử đang muốn nói chuyện, liền thấy lão sư vệ nhiễm cầm hội trưởng đi tới, còn chưa tới trước mặt, liền vui vẻ nói. Chúc mừng Trương sư, người lý giải đối với kinh hồng sư, vệ nhiễm tuyết đã báo cáo tổng bộ, hơn nữa thông qua được xét duyệt, vừa rồi đệ trình, tổng bộ trả lời không cần khảo hạch, trực tiếp ban cho huy chương thất tinh. Vệ nhiễm cầm cười nói, đưa tới một cái huy chương. Đa tạ. Tiếp nhận huy chương, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Thật có thể trực tiếp ban cho. Tử Yên tiên tử ngốc tại chỗ. Chương 2145, Tôn Cường tin tức 1. Nàng vừa nói, trực tiếp ban cho huy chương là hoang đường, thầy của mình cầm một cái huy chương đưa tới. Nếu có kẻ đất, nàng tuyệt đối sẽ lập tức chui vào. Mất mặt quá lớn. Nam tử học tập chức nghiệp kinh hồng sư vốn không nhiều, vị trước mắt này không chỉ học được, còn được phá lệ ban cho huy chương, thật hay giả. Lão sư. Tổng bộ ban cho huy chương, sao ta chưa từng nghe qua? Thật sự nhịn không được, mở miệng hỏi. Tổng bộ đối với người vì chức nghiệp kinh hồng sư làm ra cống hiến khổng lồ, cấp cho chiếu cố đặc thù. Bình thường không cần khảo hạch, có thể cung cấp huy chương đẳng cấp. Trương sư sửa đổi nghề thường liên y vũ, để nó đạt tới thất tinh, cống hiến như thế, đừng nói ban cho một huy chương thất tinh, chỉ cần nguyện ý, trở thành trưởng lão của phân bộ chúng ta cũng không coi vào đâu. Vệ nhiễm cầm gật đầu nói. Sửa chữa nghề thường liên y vũ. Vũ kỹ này, là hắn sửa chữa sao? Thân thể mềm mại chấn động, Tử Yên tiên tử không thể tin được. Sự tình nghề thường liên y vũ được người sửa chữa, nàng đã sớm biết, còn tu luyện một lần. Sau khi sửa chữa, không chỉ uy lực tăng mạnh, hồn lực tiêu hao cũng giảm bớt ít nhất 2/3, mấu chốt nhất là, đối với công kích của người khác, bản thân hao tổn cũng giảm xuống rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, toàn bộ phân bộ các nàng chỉ cần đạt tới lục tinh, hầu như đều tu luyện chiêu này, vốn tưởng rằng có thể sửa chữa hoàn mỹ như thế, ít nhất cũng là một vị kinh hồng sư đạt tới bát tinh, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là một thanh niên 20 tuổi. Mấu chốt là vừa rồi nàng còn cười nhạo một phen. Ân, Trương sư không chỉ sửa đổi nghề thường liên y vũ, càng trọng yếu chính là, còn có kiến giải đặc biệt với chức nghiệp kinh hồng, những thứ này, nhiễm tuyết sư thúc của ngươi đã báo lên. Vì vậy tổng bộ mới trực tiếp ban cho huy chương thất tinh. Vệ nhiễm cầm hội trưởng nói tiếp. Tuy cùng sư muội trò chuyện rất nhiều, tận mắt nhìn thấy Trương sư trẻ tuổi như vậy, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 20 tuổi, không chỉ nghiên cứu kinh hồng sư sâu sắc như vậy,
những chức nghiệp khác cũng độc lĩnh đứng đầu. Phần thiên tư này, coi như là nàng cũng bội phục không thôi. Cái này, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, Tử Yên tiên tử tràn đầy lúng túng, tiến về phía trước một bước. Trương sư, vừa rồi là ta nói năng lỗ mãng, mong được tha thứ. Tiên tử khách khí. Trương Huyền khoát tay áo, nhẹ nhàng cười cười. Một lát nữa, thời điểm vì quân độc vũ, giúp vị huynh đệ kia giải quyết thương thế trên linh hồn là được. Tâm cảnh đạt tới loại tình trạng như hắn, cái nhìn của người khác, đã không cách nào ảnh hưởng tâm trí, đối phương xin lỗi hay không, với hắn mà nói, không coi vào đâu. Vâng, thấy đối phương không trách tội, Tử Yên tiên tử nhẹ gật đầu, đang muốn hỏi Sở Tường công tử đến cùng bị tổn thương gì, liền thấy thanh niên kia trừng to mắt, vẻ mặt tràn đầy không thể tin được nhìn qua, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi biết linh hồn ta tổn thương. Sự tình linh hồn của hắn bị thương, coi như là phụ thân cũng không rõ ràng, một mực lấy thân phận quần áo lụa là che giấu, cũng không dám nói với bất luận kẻ nào, vị trước mắt này, chỉ cùng hắn ở chung không đến nửa canh giờ, liền nói ra. Khí tức linh hồn ngươi, thoạt nhìn ngưng tụ, trên thực tế đã khó có thể dung hợp, không nhìn lầm, hẳn là thời điểm trùng kích thai anh cảnh, bị người đánh trộm gây nên. Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Năng lực của Minh Lý chi nhãn gia tăng, coi như vị trước mắt này không sử dụng võ kỹ, không cần thư viện, cũng có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Linh hồn của hắn là lúc tấn cấp bị người khác đánh lén gây thương tích, may mắn thương thế không tính quá lớn, hơn nữa một mực mượn nhờ kinh hồng vũ bồi dưỡng, đã tốt không sai biệt lắm. Nếu Tử Yên tiên tử có thể tận tâm hỗ trợ, sau mấy lần kinh hồng vũ, có lẽ có thể triệt để khôi phục. Vì vậy, căn bản không cần hắn xuất thủ. Mặc dù Sở Tường này coi hắn trở thành người trong đồng đạo mới kết bạn, nhưng dù sao không có đối phương không cách nào đi tới nơi này, càng không có khả năng thuận lợi nhìn thấy Vệ Nhiễm Cầm hội trưởng. Có thể trợ giúp, một câu mà thôi, coi như là trả nhân tình. Ta, sắc mặt Sở Tường đỏ lên, không biết nói như thế nào nữa. Thương thế của hắn, đúng là lúc trùng kích thai anh cảnh, bị người đánh trộm gây thương tích. Chỉ là cái này liên lụy cơ mật rất lớn, coi như là hắn, cũng không dám nói ra. Người trước mắt này, chỉ nhìn thoáng qua, liền biết thương thế như thế nào, vì sao mà tổn thương. Nhãn lực này, quả thực nghe rợn cả người. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là gia hỏa háo sắc, như thế nào cũng không nghĩ đến, là một cao nhân lợi hại như thế. Vệ hội trưởng, ta muốn đi tàng thư khố của các ngươi nhìn xem thư tịch thất tinh, chẳng biết có được không. Không để ý tới hai người khiếp sợ, Trương Huyền ôm quyền. Bây giờ ngươi là kinh hồng sư thất tinh, đương nhiên có thể tùy tiện quan sát, mời qua bên này. Vệ hội trưởng nhẹ gật đầu, đi đầu dẫn đường. Trương Huyền theo ở phía sau. Không lâu sau, đi vào một gian phòng rộng lớn. Công hội thư khố của chúng ta, đều ở bên trong, chỉ cần ngươi cầm huy chương trong tay, có thể nhẹ nhõm đi vào. Vệ hội trưởng chỉ về phía trước. Ân, khả năng còn làm phiền hội trưởng chăm sóc ba vị bằng hữu của ta một chút, hội yêu yêu này là môn sinh đắc ý của Vệ Nhiễm Tuyết viện trưởng. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền bàn giao một câu. Đệ tử của Nhiễm Tuyết. Vệ hội trưởng nhìn qua. Yêu yêu gặp qua sư bá. Hội yêu yêu vội vàng hành lễ. Ân, không tệ, không tệ. Nhìn thoáng qua, vệ hội trưởng nhìn không được liên tục gật đầu. Kinh hồng sư. Không chỉ phải có thiên phú tu luyện, càng trọng yếu là điều kiện tiên thiên phải tốt. Người càng xinh đẹp, dáng người càng tốt, vũ kỹ đồng dạng phát huy ra uy lực sẽ càng lớn. Hồ yêu yêu này, vô luận dáng người hay tướng mạo, đều tốt hơn Tử Yên tiên tử nhiều lắm, bồi dưỡng thật tốt mà nói, về sau tiền đồ vô lượng. Thấy vệ hội trưởng hết sức hài lòng, Trương Huyền cũng không nói nhiều, lấy ra huy chương, đẩy cửa đi vào tàng thư khố. Thư khố cực kỳ rộng rãi, thư tịch rậm rạp chẳng chịt xếp thành từng hàng. Không nhìn nhất tinh đến lục tinh, mượn nhờ huy chương, Trương Huyền đi vào trước mặt thư tịch thất tinh, ánh mắt quét tới. Rầm rầm, vô số thư tịch đi vào thức hải. Trải qua lần thứ tư thiên nhận danh sư, mặc dù thư viện không có phát sinh biến hóa, nhưng suy nghĩ của hắn càng thêm mau lẹ, bởi vậy, tốc độ ghi chép thư tịch cũng càng nhanh. Không đến nửa canh giờ, hết thảy thư tịch thất tinh được ghi chép trong đầu. Chương 2146, Tôn Cường tin tức 2. Chính xác. Tinh thần khẽ động, thư tịch hội tụ chung một chỗ, tạo thành một quyển thiên đạo bí tịch. Lại sau nửa canh giờ, thở ra một hơi, hai mắt Trương Huyền bắn ra tinh quang. Trải qua học tập, hắn lý giải kinh hồng sư, dĩ nhiên đạt đến thất tinh đỉnh phong, bởi vì thiên đạo công pháp,
so với một ít bát tinh sơ kỳ cũng không kém chút nào. Đương nhiên, cũng chỉ là kiến giải cùng tri thức, chính thức gặp được cường giả đạt tới cấp bậc này, vẫn là có thể chạy được bao xa thì chạy. Thực lực không có đạt tới, coi như kiến giải đến, cũng không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Tốt rồi, lại đạt được một chức nghiệp, chỉ thiếu hai cái, có thể xin huy chương danh sư thất tinh. Đứng dậy, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Bảy phụ tu, dĩ nhiên làm xong 5 cái, chỉ thiếu 2 cái. Đi xem giám bảo cùng thư họa, 2 cái này khảo hạch tương đối đơn giản một ít. Nhẹ nhàng cười cười. Tuần thú sư công hội khá xa, thân là chức nghiệp thượng cửu lưu, độ khó khảo hạch khẳng định cũng lớn hơn, không bằng đi giám bảo cùng thư họa công hội nhìn xem. Đi ra tàng thư khố, liền chứng kiến đám người vệ hội trưởng vẫn đứng tại chỗ, không có rời đi. Lần này quấy rầy vệ hội trưởng, ta còn có việc, liền xin được cáo lui trước. Trương Huyền nói, hội trưởng, chúng ta cũng đi trước. Thấy hắn muốn ly khai, Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi đồng thời ôm quyền. Ân, vệ hội trưởng nhẹ gật đầu. Yêu yêu trước ở chỗ này đi, ta còn có một số việc muốn hỏi thăm. Nhìn thoáng qua hồ yêu yêu, thấy nàng gật đầu, lúc này Trương Huyền mới đáp. Được, Trương Sư. Bây giờ chúng ta trở về chiến sư đường sao? Đi ra kinh hồng sư công hội, Ngọc Phi Nhi nhìn qua. Ta muốn đi giám bảo sư công hội một chuyến, nếu như các người muốn về, trực tiếp trở về là được. Trương Huyền nói. Không, ta muốn đi với ngươi. Ngọc Phi Nhi nói. Ta cũng thế. Lạc Thất Thất gật đầu. Thấy hai người không trở về, Trương Huyền cũng không nói thêm, xem đúng phương hướng, đang định đi tìm giám bảo sư công hội. Liền thấy một thanh niên mặc hắc y tiến lên đón. Các hạ là Trương Huyền Trương Sư. Thanh niên ôm quyền. Là ta. Sửng sốt một chút, Trương Huyền nhíu mày. Hắn ở Thanh Nguyên Đế Quốc, không có người quen biết gì, tại sao có thể có người tìm hắn? Lão gia nhà chúng ta muốn gặp ngươi. Thanh niên nói. Lão gia của ngươi muốn gặp ta. Trương Huyền nghi hoặc. Lão gia của các ngươi là ai? Trương Sư thấy, tự nhiên sẽ biết rõ. Thanh niên nói, ngại ngùng, không rảnh. Khoát tay áo, Trương Huyền cự tuyệt. Ngay cả tên cũng không nói, hắn chẳng muốn đi thấy. Hắn rất bận rộn, nào có công phu dây dưa với người lạ. Ha ha, lão gia nhà chúng ta nói, Trương Sư nhất định sẽ đi gặp hắn. Cười nhạt một tiếng, thanh niên tựa hồ đã sớm đoán hắn sẽ không đáp ứng, cũng không có sợ hãi. A, nhất định sẽ đi gặp, không khỏi quá tự tin a. Trương Huyền có chút không vui. Đối phương muốn gặp mình, không nói tên thì thôi, rõ ràng còn ra vẻ thâm trầm, xem xét liền không phải là người đoan chính. Trương Sư trước đừng có gấp, nhìn xem cái này. Cổ tay thanh niên khẽ đảo, đưa tới một đồ vật. Trương Huyền nghi hoặc nhìn sang. Là một góc áo, có chút cũ nát. Đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức híp lại. Các ngươi bắt Tôn Cường. Cái góc áo này, đúng là quần áo trên người Tôn Cường. Quản gia này của hắn, tối hôm qua một đêm chưa về, vốn tưởng rằng chỉ là đi ra ngoài, ăn uống chơi đùa, thể nghiệm sinh hoạt, cứu vớt phụ nữ có số phận lao đao. Không nghĩ tới lại bị người bắt. Mấu chốt nhất là, đối phương rõ ràng biết mình là ai, còn kiêu ngạo như thế, tới đây mời, xem xét liền biết không có sợ hãi. Tôn Cường quản gia, đang ở quý phủ của chúng ta làm khách, lão gia cố ý mời Trương Sư đi qua một chuyến, nếu không ta sợ đưa tới không phải góc áo, mà là... Thấy hắn nhận ra, thanh niên mỉm cười, còn không có nói hết lời, đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau đớn kịch liệt, sắc mặt vặn vẹo. Bành! Trương Huyền một cước đá vào bụng hắn, lục phủ ngũ tạng tựa hồ muốn nổ bung. Lạch cạch! Bay ra đụng nát bức tường, toàn thân thanh niên run rẩy như là tôm luộc. Chương 2147, Viên Nghệ Sư 1. Trương Huyền là kẻ xuyên Việt, mang theo phẩm chất tốt đẹp, cùng thói quen tốt của người Trung Quốc. Luôn không muốn làm người ác, đại bộ phận đều là hòa khí sinh tài, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng Long có nghịch lân, động tới hẳn phải chết. Tôn Cường từ Thiên Huyền Vương quốc liền theo hắn, tỉ mỉ xử lý việc vặt bên người, không ngại gian khổ, tận tâm tận trách, mặc dù khó chịu gia hỏa này không thích tu luyện, nhưng nếu như không có đối phương, hắn tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn miễn đi nỗi lo về sau, toàn tâm tu luyện, ngắn ngủn không đến một năm, thì đến được tình trạng như thế. Có thể nói, Tôn quản gia này đã thành người trọng yếu bên cạnh hắn, địa vị giống như đám người Vương Dĩnh, Triệu Nhã. Gia hỏa trước mắt này, lại có thể coi đây là áp chế, sao có thể không tức giận.
Ngươi dám đánh ta? Hiển nhiên không nghĩ tới, có con tin trong tay, vị trước mắt này vẫn dám động thủ, thanh niên mặc áo đen dùng rằng đứng dậy, ánh mắt lộ ra hận ý đậm đặc. Ta muốn ngươi! Gào thét một tiếng, mãnh liệt lao đến, nói còn chưa dứt lời, đã cảm thấy toàn thân siết chặt, bị người nắm cổ nhấc lên. Thanh niên này chỉ chứng kiến một đôi mắt đạm mạc. Muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Cảm nhận được sát lục chi khí trong đó, thanh âm lạnh lùng như băng, sắc mặt thanh niên mặc áo đen trắng bệch, vốn còn muốn nói gì, giờ phút này tất cả đều nuốt vào miệng, một câu cũng nói không nên lời. Hắn trải qua sinh tử, có thể thấy được thái độ của người trước mắt này, thực có can đảm nhiều lời nửa câu, tuyệt đối dám động thủ chém giết. Lão gia của các ngươi là ai? Tôn Cường giờ ở đâu? Thấy đối phương không nói nhảm, Trương Huyền nhìn qua. Ta! Thanh niên mặc áo đen run run. Lão gia nhà chúng ta là Thanh Nguyên đế quốc đệ nhất vương gia, Trung Thanh Vương. Trung Thanh Vương! Trương Huyền nhíu mày. Tại sao hắn muốn bắt người của ta? Hắn đi vào Thanh Nguyên đế quốc bất quá 3 ngày, phạm vi hoạt động cũng chỉ cực hạn ở Khải Linh Sư Công Hội, Kinh Hồng Sư Công Hội, cùng với Chiến Sư Đường. Địa phương khác đi cũng không có đi qua. Làm sao sẽ đắc tội vị đệ nhất vương gia kia? Nếu như không đắc tội, đối phương hẳn còn không đủ đảm lượng, động thủ với một danh sư. Cho dù là hạ nhân của danh sư, cũng quan hệ lấy tôn nghiêm của đối phương, ngang nhiên bắt đi, hơn nữa phái người tới uy hiếp. Lá gan thật rất lớn. Ta chỉ là một hạ nhân, những chuyện khác thật không biết. Thanh niên mặc áo đen run rẩy. Dẫn đường. Nhìn bộ dáng của đối phương, khả năng thật không rõ ràng lắm. Trương Huyền vỗ một cái, tiện tay ném xuống đất. Vâng. Thanh niên mặc áo đen rụt cổ, không còn kiêu ngạo như lúc trước, vội vã dẫn đường. Trương Sư, Trung Thanh Vương này, lúc trước ta nghe nói qua, người phải cẩn thận. Theo sát ở phía sau, Ngọc Phi Nhi nhíu mày. Nàng là công chúa của Hồng Viễn Đế Quốc, tuy không thích chính trị, nhưng mưa dầm thấm đất nên biết rõ một ít. À! Trương Huyền xoay đầu lại. Vương gia này, vốn là một kẻ áo vải. Hơn 20 năm trước, dị linh tộc không biết từ đâu tìm được thông đạo, quy mô xâm phạm, danh sư đường, chiến sư đường cùng với Thanh Nguyên đế quốc phái người ngăn cản. Tam đại thế lực đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng, chiến sư đường hình thiên minh đường chủ bị trọng thương, thiếu chút nữa vẫn lạc. Lúc ấy, hoàng đế Thanh Nguyên đế quốc Sở Thiên Hành ngự giá thân chinh, bị dị linh tộc mai phục, khó có thể chạy ra, mắt thấy sẽ bị giết, là vị Trung Thanh Vương này xuất hiện, đại sát tứ phương, cứu người ra. Về sau lại nhiều lần đoạt công huân, ngắn ngủn chừng 20 năm, liền từ người bình thường thành công phong vương, hơn nữa còn là vương gia khác họ xếp hạng thứ nhất. Ngọc Phi Nhi nói, dị linh tộc xâm phạm. Trương Huyền nhíu mày. Vết rách trên nguyên thần của hình đường chủ, chính là hơn 20 năm trước lưu lại. Bên người hoàng đế đều có vô số cao thủ bảo hộ, thực lực bản thân hẳn cũng không thấp. Bị dị linh tộc vây quanh, trốn cũng không thoát, Trung Thanh Vương này có thực lực gì? Có thể người cứu ra, còn không bị tổn thương. Trương Huyền hỏi. Ngay cả hình đường chủ cũng không kháng trụ được, thiếu chút nữa vẫn lạc, một gia hỏa vô danh, dựa vào thủ đoạn gì từ trong vòng vây dị linh tộc cứu người. Cụ thể ta không rõ lắm. Ai, đúng rồi, ta từng nghe phụ hoàng cùng người khác nói thầm qua một lần, hình như là. Dùng độc. Lắc đầu, Ngọc Phi Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì. Độc. Trương Huyền nhíu mày. Chẳng lẽ... vị vương gia này là một vị độc sư. Dùng độc mà nói, thì rất có thể. Chức nghiệp độc sư, sở dĩ làm cho người nhắc đến liền biến sắc, chủ yếu nhất cũng là bởi vì không ý kỵ quần công, chỉ cần dùng đúng, nhiều hơn nữa cũng có thể đơn giản chém giết. Thật giống như Thanh Điền thập đại vương giả, 8-9 phần 10 đều bị thiên đạo chân khí của hắn độc chết. Nếu như chiến đấu, hắn chết không biết bao nhiêu lần rồi. Có phải độc sư hay không ta không rõ lắm. Bất quá rất nhiều đại thần phản đối vị Trung Thanh Vương này, 20 năm qua, tất cả đều không bệnh mà chết. Nguyên nhân chính là như thế, ở trong triều đình quyền thế rất lớn, hơn nữa đã từng cứu bệ hạ, rất được coi trọng, ai cũng phải kiêng kỵ vài phần. Chương 2148, Viên Nghệ Sư 2. Ngọc Phi Nhi nói, nhẹ gật đầu, Trương Huyền nhíu mày. Mặc kệ gia hỏa này có phải độc sư hay không, mình không nhận thức, cũng chưa bao giờ thấy qua, vì sao lại bắt Tôn Cường. Có thể bắt Tôn Cường, đã nói căn bản không quan tâm thân phận danh sư Lục Tinh cùng danh sư học viện viện trưởng của ta, các ngươi đừng có đi qua. Một mình ta là được. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Mặc kệ đối phương có ý tứ gì, rất rõ ràng là nhắm về phía hắn,
đã như vậy, không cần thiết để hai người này dính vào vũng nước đục. Trương sư, ngươi là sư phụ của ta, làm đệ tử, không có khả năng trơ mắt nhìn lão sư đi địa phương nguy hiểm mà bản thân đào tẩu, nếu không, ta làm sao đối mặt chức nghiệp danh sư. Tiến về phía trước một bước, trong ánh mắt của Lạc Thất Thất mang theo kiên định. Nàng là đệ tử luyện đan, luyện khí của Trương Huyền, mặc dù không phải thân truyền, cũng không có nghi thức thu đồ đệ, nhưng cũng có tình nghĩa thầy trò. Ta cũng không trở về, ta và Trương sư cùng chung tiến thối. Ngọc Phi Nhi nghiêm túc nói. Cái này, thấy ánh mắt hai người kiên định, không cho dao động, Trương Huyền lắc đầu, cổ tay khẽ đảo, lấy ra hai viên đan dược. Đây là giải độc đan ta luyện chế, có thể giải bách độc, các ngươi trước dùng, nếu như đối phương thật là độc sư, dùng cái này có thể cam đoan an toàn. Cái gọi là giải độc đan của hắn, chỉ là đan dược bình thường, quán thâu thiên đạo chân khí mà thôi. Ân, hai người biết không đáp ứng, đối phương khẳng định không mang theo, nên không nói thêm lời, để dược vật vào trong miệng nuốt xuống. Đi thôi, bọn hắn trao đổi đều là truyền âm, cũng không ảnh hưởng hành tẩu. Đi theo sau lưng thanh niên mặc áo đen, không lâu sau, liền chứng kiến một phủ đệ thật lớn xuất hiện ở trước mắt. Phủ đệ cao lớn, tuy kém chiến sư đường, nhưng cũng không kém bao nhiêu, bên trong răng đầy trận pháp, còn chưa tới trước mặt, liền chứng kiến linh khí bốn phía chậm rãi hội tụ, thành một bảo địa tu luyện. Coi như là người bình thường, ở loại địa phương này tuổi thọ cũng có thể kéo dài. Đây là vương phủ. Thanh niên mặc áo đen đi vào trước mặt. Cùng hộ vệ canh giữ ở cửa lặng lẽ nói mấy thứ gì đó, một hộ vệ liếc nhìn Trương Huyền, sau đó vội vàng đi vào. Không lâu sau đi ra lần nữa, nhẹ gật đầu. Mời vào trong. Trong ánh mắt thanh niên hiện lên tàn nhẫn, bất quá che giấu rất nhanh, dẫn đầu đi vào. Trương Huyền giả bộ như không phát hiện, mang theo Ngọc Phi Nhi, Lạc Thất Thất theo ở phía sau. Không hổ là vương phủ của phong hào đế quốc đệ nhất vương gia. Thoạt nhìn còn muốn rộng lớn hơn hoàng thất của Hồng Viễn Đế Quốc, các loại khoáng thạch quý hiếm xây dựng thành đường, liếc mắt nhìn qua, làm cho người ta cảm giác xa hoa quyền quý. Cái kiến trúc này, không chỉ có trận pháp sư rất lợi hại bố cục, xem ra còn có viên nghệ sư tiến hành xếp đặt thiết kế. Đi vài bước, Lạc Thất Thất nói. Viên nghệ sư. Trương Huyền lần đầu tiên nghe được cái tên này. Ân, viên nghệ sư giống như Khải Linh Sư, không thuộc về chức nghiệp cửu lưu. Nhưng là thượng khách của rất nhiều thế lực lớn, đại gia tộc. Lạc Thất Thất nói. À, Hồng Viễn Đế Quốc các ngươi có viên nghệ sư không? Trương Huyền nhìn về phía Ngọc Phi Nhi. Chưa từng nghe qua. Ngọc Phi Nhi lắc đầu. Ta là từ trong sách cổ xem qua. Lạc Thất Thất cười cười. Nghe nói loại viên nghệ sư này, có thể căn cứ địa hình, phong thủy, hoàn cảnh bốn phía. Cùng với rất nhiều điều kiện, xếp đặt thiết kế nơi ở hoặc tông môn, vô luận kiến trúc hay trận pháp. Cơ quan, đều có thể hoàn mỹ dung hợp chung một chỗ, càng tăng thêm sức mạnh, phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Một tông môn, hoặc một gia tộc, có thể có được một vị viên nghệ sư tới xếp đặt thiết kế, lực phòng ngự chỉnh thể tuyệt đối có thể gia tăng gấp đôi. Đương nhiên, loại chức nghiệp này cực kỳ thưa thớt, hơn nữa không có truyền thừa hoàn chỉnh. Ta cũng là nhìn bố cục của nơi này kỳ lạ, cùng trận pháp bốn phía lẫn nhau cân bằng, mới phỏng đoán ra. Hoàn toàn chính xác rất cân bằng. Trương Huyền gật đầu. Hắn thân là trận pháp sư thất tinh đỉnh phong, hơn nữa có minh lý chi nhãn, Lạc Thất Thất cũng có thể nhìn ra, hắn tự nhiên sớm đã nhìn ra. Hoàng cung của Hồng Viễn Đế Quốc, hắn cũng đi qua, tuy trận pháp rất nhiều, thế nhưng hầu như từng cái đều làm theo ý mình, chỉ có đụng vào mới có thể kích hoạt. Mà ở đây rõ ràng kết nối lại với nhau, phối hợp kiến trúc. Một khi đụng phải một cái, sẽ có vô số bị kích hoạt, khiến người ta khó có thể đào thoát. Nếu như trận pháp trong Hồng Viễn Hoàng Cung là từng cái bẫy chuột, chỉ có đụng vào mới có thể làm cho nó kích hoạt, như vậy nơi này chính là domino, chỉ cần đụng phải bất kỳ một cái nào, cũng sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, khiến người ta có chạy đằng trời. Chỉ sợ đúng như đối phương nói, có quan hệ với viên nghệ sư. Trong lòng phỏng đoán, đang theo thanh niên mặc áo đen đi về phía trước, chợt nghe chung quanh đột nhiên có tiếng bước chân liên tiếp, hơn 10 hộ vệ lao đến. Thời gian nháy con mắt liền vây quanh ba người ở trung tâm. Tiểu tử, vừa rồi không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Giáo huấn thật tốt cho ta, cho hắn biết người trung thanh vương phủ chúng ta không thể đắc tội. Thanh niên mặc áo đen vọt đến sau lưng đám người, lạnh lùng cười cười, sắc mặt dữ tợn. Hắn đi mời đối phương, vốn tưởng rằng là một việc thoải mái, không nghĩ tới thiếu chút nữa bị một cước đạp chết, đối với người trước mắt này, sớm đã hận thấu xương.
vừa rồi ở cửa lặng lẽ truyền tin, để hộ vệ chuẩn bị xong mai phục. Dầm ào ào. Nghe được hắn nói, hộ vệ chung quanh đồng loạt lao về phía trước, binh khí trong tay bay phất phới, tản mát ra hàn quang lăng lệ ác liệt, phối hợp trận pháp chung quanh, trong nháy mắt khí tức như rồng. Chương 2149, Trung Thanh Vương 1. Lão sư, Lạc Thất Thất biến sắc, vội vàng ngăn ở trước mặt Trương Huyền. Thực lực của những hộ vệ này không coi vào đâu, đều chỉ có bán thánh, nhưng phối hợp thêm trận pháp bốn phía, cùng với viên nghệ sư lưu lại hoàn cảnh đặc thù, lập tức trở nên hoàn toàn bất đồng. Sinh ra lực công kích, coi như là thánh vực tam trọng lâm vào trong đó, chỉ sợ cũng khó đào thoát. Không cần khẩn trương. Thấy nữ hài bộ dáng như thế, Trương Huyền vỗ sau lưng đối phương, nhìn về phía thanh niên trước mắt, khóe miệng dương lên. Ngươi muốn giáo huấn ta. Ngươi là vương gia mời tới, tính mạng có thể lưu lại, nhưng cho ngươi ăn chút nỗi khổ da thịt, không coi vào đâu. Thanh niên cười lạnh. Vương gia từng nói qua, nếu đối phương không nghe lời, có thể giáo huấn một chút, không cần cố kỵ thân phận danh sư, vì vậy hắn không có sợ hãi. Nỗi khổ da thịt. Trương Huyền lắc đầu, thở dài một tiếng. Vốn đánh ngươi một cước coi như xong, hết lần này tới lần khác không nghe lời. Ta là người không thích không nghe lời. Nói xong, ngón cái, ngón giữa nhẹ nhàng chỉ ra. 3. Tiếng vang thanh thúy vang vọng ở trong sân, thanh niên mặc áo đen vốn đang cảm thấy đối phương ra vẻ, liền cảm thấy toàn thân run rẩy, một cỗ kịch liệt đau đớn từ trong cơ thể dâng lên. Phốc! Máu tươi điên cuồng phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch, đồng thời vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua. Ngươi, ngươi, hạ độc! Trong nháy mắt, liền biết xảy ra chuyện gì. Lại chẳng biết lúc nào bị đối phương hạ độc. Thân thể run rẩy, vội vàng từ chữ vật giới chỉ lấy ra hai viên giải độc đan dùng xuống, kết quả không dùng còn may, vừa dùng thuốc, trở nên càng thêm đau đớn, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, tựa hồ tùy thời có thể thổ huyết mà chết. Hạ độc, ngươi lúc nào phát hiện ta hạ độc, hẳn là ăn đồ vật không sạch sẽ à, bất quá yên tâm, ta là y sư rất lợi hại, có thể miễn phí trị liệu giúp ngươi. Trương Huyền buông tay, vẻ mặt người vô tội. Cực kỳ thành khẩn. Hắn bây giờ là danh sư, thân phận độc sư không thể lộ, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ngươi! Trên đầu gân xanh nhảy loạn, thanh niên mặc áo đen cắn hàm răng đến khanh khách rung động. Muốn động thủ, nhưng cuối cùng cắn răng. Để cho bọn họ đi tới. Vốn còn muốn giáo huấn đối phương một trận, không nghĩ tới chung ám toán của đối phương, tuy không cam lòng, của chỉ có thể như vậy. Vâng! Đám hộ vệ không nói thêm lời. Tránh ra một lối đi. Nhẹ nhàng cười cười, đi vào trước mặt thanh niên mặc áo đen, Trương Huyền dán ở bên lỗ tai của hắn, thanh âm chỉ có đối phương có thể nghe được. Độc này của ta, nhất định phải quất mấy cái tát mới có thể hóa giải. Nếu không sẽ càng ngày càng đau đớn, cuối cùng thổ huyết bỏ mình. Tự tát tai, ngươi hù ta, nào có loại độc này? Thanh niên sững sờ. Hoàn toàn chính xác không có. Ta đi trước, ngươi tùy ý. Cũng không giải thích. Trương Huyền mang theo hai nữ đi thẳng về phía trước. Ngươi, vốn tưởng rằng đối phương sẽ giải thích có dạng kịch độc này, không nghĩ tới nói thẳng không có, thừa nhận trong sáng vô tư như thế, vô sỉ như thế, thanh niên mặc áo đen cực kỳ sửng sốt. Đang không biết làm sao cho phải, trong cơ thể lần nữa sôi trào, cơ quan nội tạng toàn thân như bị axit sulfuric ăn mòn, tùy thời vỡ vụn. Phốc, lại phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ chết. Cảm nhận được sinh cơ dần dần suy kiệt, giống như đối phương nói, tùy thời có thể tử vong, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, thanh niên mặc áo đen cắn răng quay đầu nhìn một hộ vệ. Tới đây quất ta. Tát, tần quản sự, ta không dám. Hộ vệ hoảng sợ. Nhanh động thủ. Sắc mặt thanh niên nhăn nhó. Không đánh không được, hắn còn không muốn chết. Mặc dù đối phương cực có thể là cố ý lừa gạt hắn, nhưng bây giờ không có biện pháp khác. Cái này. Trương Huyền nói chuyện với hắn, tất cả mọi người không nghe thấy, mấy hộ vệ không nghĩ tới, vị tần quản sự trước mắt này, giống như có khuynh hướng thích ngược đãi, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Nhanh động thủ, nếu không có tin ta giết ngươi hay không. Thấy đối phương chậm chạp không động thủ, thanh niên hét lớn. Vâng, hộ vệ đi vào trước mặt, cắn răng một cái, đưa tay rút qua. 3. Trên khuôn mặt của thanh niên lập tức sưng đỏ lên. Hả? Trên mặt nóng rát, bất quá trong cơ thể đau đớn quả nhiên giống như giảm bớt một ít. Chẳng lẽ thật sự có loại độc này? Trong lòng ngạc nhiên, lập tức nói.
tiếp tục đánh, đừng ngừng. Vâng. Hộ vệ sợ bị giết, đành phải dốc sức liều mạng tát tai. 3333. Chương 2150, Trung Thành Vương 2. Liên tục mấy cái tát, mặt của thanh niên mặc áo đen sưng phù không còn bộ dáng, bất quá độc trong cơ thể tựa hồ nhẹ nhõm không ít, lại không có đau đớn như lúc trước. Quả nhiên hữu hiệu. Cố nén đau đớn trên mặt, thanh niên mặc áo đen nhẹ nhàng thở ra. Tuy bị tát, mất mặt xấu hổ, nhưng chỉ cần có thể giải độc, giữ được tính mạng, với hắn mà nói chính là kiếm đại tiện nghi rồi. Lại để cho đối phương rút mười mấy tát, cảm thấy đã không còn trở ngại, lúc này mới đứng dậy, hận ý trong mắt như nước sông chảy xuôi. Đáng giận, để cho ta ăn tát mới giải độc, ta không giết chết ngươi thề không bỏ qua. Nghiến răng gào thét, thanh niên mặc áo đen siết chặt nắm đấm. Thân là thuộc hạ của Trung Thanh Vương, vương phủ quản sự, lúc nào hắn chịu qua ủy khuất như thế. Chuyện ngày hôm nay, nếu như ta nghe được có người ở bên ngoài thảo luận một câu, lưỡi của tất cả các ngươi đều bị cắt bỏ. Quay đầu hừ lạnh. Vâng, chúng ta không dám. Đám hộ vệ vội vàng cúi đầu. Ân. Lúc này thanh niên mặc áo đen mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đuổi theo Trương Huyền. Trương sư, chỉ sợ gia hỏa này còn sẽ đối phó chúng ta, cứ như vậy buông tha sao? Theo sát ở sau lưng Trương Huyền, Ngọc Phi Nhi nhịn không được nhìn thanh niên trước mắt. Tuy bình thường Trương sư hay cười ha hả, nhưng một khi động thủ, từ trước đến nay không lưu tình, tựa như lúc trước thu nàng làm tỷ nữ, tuy lúc ấy tức giận muốn chết, nhưng cũng không có biện pháp. Thanh niên mặc áo đen này, xem xét liền không phải là loại lương thiện gì, đã đắc tội ác như vậy rồi. Cứ như vậy buông tha, không phù hợp tính cách của hắn a. Dám trắng trợn đối phó viện trưởng một danh sư học viện, danh sư lục tinh đỉnh phong, nhất định là làm ra kế hoạch chu toàn, không giết ra hỏa này, có lẽ có thể tạo được hiệu quả tốt hơn. Trương Huyền truyền âm. Đổi lại bình thường, loại người này, coi như không giết, cũng sẽ đánh đến đi đường không được, nhưng hiện tại, Tôn Cường ở trong tay đối phương, vẫn phải cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Con đường đi về phía chủ điện chỉ có một, không ai dẫn cũng không sao cả, một đường đi về phía trước, rất nhanh đi vào trước mặt. Cung điện cao lớn chừng vài chục mét, bốn cây cột vừa thô vừa to dựng lên ở phía trước, mỗi một cây đường kính đều vượt qua ba thước, từ xa nhìn lại làm cho người ta cảm giác uy áp cường đại. Là Trương sư A, vương gia đang ở bên trong đợi chờ. Một hộ vệ tiến lên đón. Cũng không trả lời, ba người nhấc chân đi vào. Đại điện cực kỳ rộng rãi, chừng hơn 1.000 mét vuông, phía trên khảm đầy dạ minh châu, rậm rạp chằng chịt. Ở chủ vị, một trung niên đại mã kim đao ngồi ở phía trên, làn da ngăm đen, hai mắt như điện, còn chưa tới trước mặt, liền cho người ta cảm giác chấn nhiếp, xem xét liền biết, là người tay cầm quyền hành, thường xuyên giết chóc. Hẳn là vị vương gia truyền kỳ Trung Thanh Vương kia rồi. Trên khách vị cách đó không xa, ngồi một lão giả, bộ dáng hơn 60 tuổi, không tính quá cao, có chút còng xuống, cũng nhìn không ra khí tức, yên tĩnh giống như bức tranh, nếu như không phải nhìn bằng mắt thường, khả năng không phát hiện đối phương tồn tại. Trung Thanh Vương là nguyên thần cảnh đỉnh phong, lão giả còng xuống kia chỉ sợ càng mạnh hơn nữa. Thời gian nháy con mắt, Trương Huyền liền thấy rõ tình hình. Tuy thực lực của Trung Thanh Vương trầm trọng tràn đầy, mang theo khí tức sát phạt rất mạnh, nhưng muốn nói đáng sợ, tuyệt đối là lão giả còng lưng này. Dù không dùng minh lý chi nhãn cẩn thận quan sát, nhưng có thể che giấu khí tức hoàn mỹ như thế, đã nói lên thực lực cường đại, không kém Ngô sư sau khi tấn cấp chút nào. Người chính là Trương Huyền Trương sư. Hắn quan sát đối phương cũng quan sát hắn, chờ ba người đi đến trong đại sảnh, Trung Thanh Vương nhướng mày nhìn lại. Không sai. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền đi vào trên khách vị, ngồi xuống. Tuy đối phương tay cầm quyền cao, thực lực bản thân cũng rất mạnh, nhưng mà hắn không sợ hãi. Không gây thì thôi, thật muốn không biết tốt xấu, không ngại quấy đến toàn bộ Thanh Nguyên thành đô long trời lở đất. Nói thật, đi đến chỗ nào, hắn không gây chuyện liền A-di-đà Phật, tìm hắn phiền toái. Đó là muốn chết. Ta cho ngươi ngồi sao? Sắc mặt trầm xuống, Trung Thanh Vương không giận mà uy. Một cỗ khí tức hùng hồn mãnh liệt ép xuống. Ta là danh sư lục tinh đỉnh phong, danh sư học viện viện trưởng, địa vị có thể so với danh sư thất tinh. Muốn ngồi, coi như là hoàng đế bệ hạ của các ngươi cũng không dám nói nhảm, ngươi tính là thứ gì? Trương Huyền nhìn qua. Nghe nói như thế, da mặt của Ngọc Phi Nhi cùng Lạc Thất Thất đều co lại, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Đơn thương độc mã đến phủ đệ của người khác,
rõ ràng còn lẽ thẳng khí hùng như thế, trực tiếp mắng người. Lá gan của Trương sư không khỏi quá lớn a. Bất quá, danh sư có tôn nghiêm của danh sư, nếu như chút quyết đoán ấy cũng không có, thì không có tư cách được xưng chức nghiệp thứ nhất, truyền thụ thiên hạ. Danh sư lục tinh đỉnh phong, hừ, người có mặt nói mình là danh sư, trái ngược quy định của danh sư đường, cấu kết độc sư, độc điện. Người cảm thấy ngươi là viện trưởng còn có thể làm tiếp được. Cười lạnh một tiếng, Trung Thanh Vương khẽ nói. Cấu kết độc sư, độc điện. Trương Huyền nhìn qua, nhíu mày. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Ngươi nên biết tội danh vu hãm một vị danh sư. Danh sư không thể nhục. Vu hãm danh sư, tội danh thật lớn, coi như đối phương là đệ nhất phương gia, cũng có khả năng bị chém giết. Vu hãm, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trung Thanh Vương phất tay. Phần phật, tiếng khóa sắt vang lên, sau đó một thân ảnh mập mạp bị đưa đến. Thiếu gia, thân ảnh vừa nhìn thấy Trương Huyền, lập tức hô lên, nhưng lại hữu khí vô lực. Đúng là Tôn Cường bị đối phương bắt. Nhìn thoáng qua, sắc mặt Trương Huyền trầm xuống. Lúc này trên thân Tôn Cường không có một chỗ hoàn hảo, hiển nhiên chịu qua trọng hình, trước ngực còn cắm hai cây kim hồn tỏa, khiến thực lực không cách nào phát huy được, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Ngươi có ý tứ gì? Mãnh liệt xoay người, ánh mắt Trương Huyền lập tức híp lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2150.